tại sao chú lại lấy tôi vì em rất giống cô ấy chú rất yêu cô ấy sao em chỉ cần biết như vậy thôi sau này tôi sẽ cho em tất cả những thứ em muốn nhưng tôi sẽ không bao giờ yêu em một câu nói lạnh lùng nhưng lại là lời thật lòng từ hắn cô rơi lệ trái tim như bị ai đó bóp chặt giỏi mắt nhìn theo bóng lưng hắn rời đi không phải là yêu mà xem cô như là thế thân của cô ấy ba mẹ cô mắc nợ hắn một số tiền rất lớn họ gán cô cho hắn để trả nợ bởi vì cô rất giống vị hôn thê đã mất của hắn hắn rất yêu cô ấy yêu nhiều đến nỗi ngày nghe tin cô ấy mất hắn đã khóc ngất đi trên giường bệnh hắn đứng cả đêm ở nghĩa trang nhìn theo chiếc quan tài gỗ dần dần hạ xuống mộ huyệt hắn ước cô ấy mang hắn đi cùng từ đó hắn không còn cười nữa chỉ có cô độc hắn tàn nhẫn với bất kỳ ai nhắc về cô ấy và cũng dặn lòng sẽ không bao giờ yêu ai nữa cho đến một ngày bố mẹ mang cô đến trước mặt anh vẫn là khuôn mặt đó, giọng nói đó, nụ cười đó. Chỉ khác là cô là tử y không phải bạch chi của hắn, hắn nhìn vào đôi mắt non nớt của cô, một cái gật đầu, ba cô bán cô cho hắn rồi. Họ cầm sấp tiền rồi quay đầu bước đi không hề ngoái đầu lại nhìn lấy đứa con gái ruột này lấy một lần. Cô chạy theo gọi tên họ nhưng không một ai quay đầu cả, tiếng khóc nấc nghẹn ngào trong cổ họng, tại sao họ lại không cần cô nữa, ba mẹ đừng đi. Y y hứa sẽ ngoan, sẽ không khóc nữa ba mẹ đừng đi mà hức cô chạy mãi cho đến khi vấp phải một cành cây té ngã đầu gối đập xuống đất máu từ vết thương bắt đầu chảy không ngừng đau nhức không thôi nhưng cũng không sao đau bằng trái tim non nớt bị người thân vứt bỏ hắn cầm ô đi đến dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng nhưng cũng đầy uy quyền đó dừng lại trước mặt cô đứng lên đi ba mẹ đi thật rồi ba mẹ không cần cháu nữa sao Cô méo máu nắm lấy vạt áo hắn như sợ mình cũng sẽ bị hắn vứt bỏ như vậy. Hắn nhìn đôi mắt hoen đỏ của cô, trái tim có chút mềm lại, đưa tay nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của tử y. Đúng vậy, từ giờ em sẽ sống ở đây với tôi. Y y rất ngoan, chú đừng vứt bỏ cháu có được không? Chỉ cần em ngoan ngoãn, tôi sẽ không vứt bỏ em. Từ đó tử y đến sống với hắn trong dáng vẻ của Bạch Chi. Năm đó cô mới 12 tuổi, hắn 27, nhưng có lẽ ba mẹ cô không hề biết. Hắn cũng không hề biết. Từ đó, Tử Y không còn khóc nữa, dáng vẻ ngoan ngoãn đến hiểu chuyện. Bởi vì đứa trẻ ngoan ngoãn thì mới có kẹo để ăn. Thời gian trôi qua, cô cũng đem lòng yêu hắn lúc nào không hay, chỉ là một tình yêu không có hồi đáp, không có điểm dừng, chỉ lặng lặng nhìn theo phía sau bóng lưng cao lớn ấy chậm chậm quay đi. Hôn lễ của bọn họ diễn ra thật êm đẹp nhưng đêm tân hôn lại thành ra như thế này. Cô ngồi trên giường, chỉ có bóng đêm cô tịch, chú đi đâu vậy? đi tìm người tôi yêu, chú lấy tôi nhưng lại cảm thấy có lỗi với cô gái đó sao? Tại sao vậy? Chú không thể yêu cháu dù chỉ là một chút thôi sao? Đừng mong chờ tình yêu từ một kẻ như tôi. Lấy em cũng chỉ là vì gia đình muốn tôi thành gia lập thất mà em cũng chỉ là sự lựa chọn của mẹ tôi thôi. Trái tim cô như chết lặng, hôm nay là ngày cưới của cô mà, hắn có nhất thiết phải nói ra những lời tàn nhẫn như vậy không? Lúc nghe hắn nói muốn kết hôn với cô, trái tim cô như vỡ hòa vì hạnh phúc cô nghĩ cuối cùng hắn cũng chịu quay đầu lại nhìn cô rồi. Cho đến hôm nay cô mới biết thì ra đến cuối cùng cô cũng vẫn không thể thay thế vị trí của cô gái đó trong trái tim anh, thì ra đều là do cô tự mình đa tình mà thôi, hắn không yêu cô, hắn chỉ xem cô như là thế thân của cô gái hắn yêu mà thôi, cô đã biết rõ câu trả lời mà sao trong tim lại đau đến như thế này, lại đau đến như thế này, một tháng sau, tự y theo sự sắp xếp của mẹ chồng, Hằng ngày vào đúng 12 giờ trưa sẽ đem cơm đến công ty của Tống Dịch. Nhưng hôm nay, Tử Y có việc ở gần đây nên cô đến sớm hơn hẳn một phút. Tống Dịch là chủ tịch của tập đoàn Tống Thị, phòng làm việc đương nhiên cũng là một nơi rất sang trọng. Một tháng đã trôi qua nhưng hai người không hề ngủ chung. Đêm qua anh có về hay không, cô cũng không biết nữa. Chuyện này nghe có vẻ hơi nực cười nhưng đó là sự thật. Thư ký Trịnh nhìn thấy cô sắc mặt liền tái mét, khẽ lấy khăn lau mồ hôi len lén nhìn vào phía bên trong. Phu nhân, sao hôm nay cô đến sớm vậy ạ? À? Hôm nay, tôi có việc nên ghé qua đây sớm hơn chút. Chú có ở trong văn phòng không? Tôi có thể vào được chứ? Chuyện này, tử y liền nhanh chân đi đến trước cửa nghe tiếng động bên trong phòng thì khựng lại. Âm thanh phát từ bên trong phát ra vô cùng ái muội. Tử y liền đẩy cửa ra thì thấy Hà Nghiên Nhi đang ngồi ở trên đùi anh. Hai người quần áo sọc sệt, hàng cúc áo ở giữa ngực cũng đã cởi hết kẻ ngốc cũng biết là họ vừa mới làm gì xong, Hà Nghiên Nhi chẳng phải là em gái song sinh của Hà Bạch Chi. Anh đúng là có sở thích kỳ lạ, yêu cũng nhất định phải chọn yêu người giống cô ấy mới chịu sao, Hà Nghiên Nhi thấy cô đi vào cũng không thèm mảy may quan tâm, chỉ nhếch môi cười nhạt, có vẻ như chuyện này là chuyện cô ta đã dự liệu được từ trước. Mặc kệ tử y, cô ta chỉ cẩn thận cài cúc áo lại cho mình và tống dịch, tống dịch thì chết sững, như kẻ bụng trộn bị bắt gian tại trận. Tử y chỉ đứng đó không nói gì, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng bàn tay cầm cặp lồng lại rung lên vì giận, hắn cũng nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt. Hà Nghi Nhi cũng đứng lên khỏi người anh, khóe môi cong lên buông lời mỉa mai, là ai đây? Tống phu nhân đến đưa cơm cho chồng sao? Đáng tiếc hôm nay anh ấy thích ăn phở, có lẽ là do nhìn thấy cơm chán quá rồi, Nghi Nhi. Em ra ngoài trước đi, cô ta còn không biết ngượng mà cúi xuống hôn hắn một cái chào tạm biệt, ai cho em vào đây? tôi không được vào sao, tôi đang bận việc không thấy sao. Vào sao không gõ cửa, ai dạy em không biết phép tắt vậy hả, là chú dạy đó, em, tống dịch đứng lên, đút tay vào trong túi quần đi đến trước mặt tử y, ánh mắt đầy gợn dữ. Hắn cầm lấy cặp lồng trên tay cô hất mạnh xuống sàn trong sự ngỡ ngàng của tử y, cơm canh văng đầy sàn, nước canh bắn cả vào chân cô, nóng lắm, nhưng tử y lại không phản ứng gì. Cô biết anh chán ghét mình lẫn cơm canh này nhường nào mà trái tim hắn quả nhiên là sắt đá bàn tay hắn cầm cầm cô nâng lên bóp mạnh ánh mắt như thể muốn lập tức bóp chết cô ngay lập tức em định sẽ báo cáo lại với mẹ tôi sao không tôi chỉ đến đem cơm cho chú thôi đến đem cơm hay là bà ấy bảo em đến tranh thủ tình cảm với tôi hắn nhìn vào đôi mi đang run rẩy của cô bàn tay hắn di chuyển xuống ôm lấy eo cô sao hắn không chú ý những năm qua cô bé năm nào đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp như vậy hoảng sợ như vậy sao là sợ tôi sẽ ăn thịt em. Hắn cúi xuống ghé sát bên tai cô, hơi thở phả ra bên tai đầy nguy hiểm. Tử y lúc này không cách nào bình tĩnh nổi, trái tim trong lồng ngực nhảy loan xạ. Đây là lần đầu tiên sau đêm tân hôn hôm đấy, hắn sát gần bên cô như vậy. Nhưng tử y đối với hắn chỉ có hoảng loạn, chú định làm gì, làm tình với em, không được sao. Chẳng phải em ghen tị với cô ấy lắm sao. Ánh mắt em đã bán đứng em rồi, bốt, câu nói vừa dứt, một âm thanh chát chúa liền vang lên, năm ngón tay in hằng lên gương mặt hắn. Tống dịch đanh mặt, trong mắt tức giận đến mức đỏ ngầu, hắn lập tức phát điên mở miệng mắng chửi, ai cho em cái lá gan dám đánh tôi hả, chú đã từng dạy tôi rằng, làm người thì nên biết giới hạn. Vậy giới hạn của chú là ở đâu vậy, tống dịch, ai cho em cái lá gan dám đánh tôi hả, chú đã từng dạy tôi rằng, làm người thì nên biết giới hạn. Vậy giới hạn của chú là ở đâu vậy, tống dịch cô lấy đạo của người để trả cho người. Cô đứng trước mặt hắn không chút sợ sệt, chỉ là đôi mắt đã ngân ngấn nước vì căm phẫn quá độ. Bóng lưng hắn cao lớn phủ qua đầu cô, lại nhìn khuôn mặt tàn nhẫn của hắn phản chiếu qua tấm dương treo trên tường, chỉ cảm thấy trái tim đã nguội lạnh, thân thể cô run lên từng đợt, gương mặt xinh đẹp nhăn lại, tỏ vẻ đau đớn. Bao nhiêu lâu nay cô nhẫn nhịn vì hắn, điệu bộ ngoan ngoãn hiểu chuyện đó cô thực sự không muốn làm nữa, trái tim cô run rẩy, lồng ngực cô đau nhói cô rất muốn mở miệng hỏi hắn tại sao vậy tống dịch tại sao lại đối xử với cô như vậy cô yêu hắn hắn yêu cô ấy cuối cùng người tổn thương lại chỉ có mình cô thật nực cười đến giờ phút này mà cô vẫn còn nuôi hy vọng về đoạn tình cảm ngu ngốc này cô đã làm gì sai để phải chịu nỗi đau này chẳng lẽ yêu một người là sai sao chẳng lẽ mang khuôn mặt giống với người đó cũng là sai sao nếu như đã không thể yêu cô vậy tại sao còn lấy cô nếu như đã có người phụ nữ khác vậy thì đừng nên chạm vào cô mới phải. Đó là đạo lý của một người chồng mẫu mực mà hắn đã từng dạy cô, chẳng lẽ hắn quên rồi sao? Cho dù cô có yêu hắn đến nhường nào cũng không muốn để bản thân mình trở nên rẻ mạt đến như vậy, mặc cho người khác muốn làm gì thì làm. Cô yêu hắn không có nghĩa là hắn có quyền làm tổn thương cô. Cương mặt người đàn ông lộ rõ vẻ kinh ngạc, hắn khẽ nhăn mày, cảm giác đau rát từ trên má đã nhanh chóng truyền tới. Trong mắt hắn, Mấy năm qua tử y từ một cô bé 12 tuổi đến lúc trở thành một thiếu nữ, lúc nào cũng là dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Điều gì đã khiến cô thay đổi đến như vậy, tay hắn cuộn tròn thành hình nắm đấm cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào. Vốn dĩ hắn tức giận lại trông thấy đôi mắt hoen đỏ như trực chờ sắp trào nước mắt. Phút chốc hắn rối loạn không biết phải làm sao, thật đúng là phiền phức mà, hắn nhẫn tâm lắm mà, làm gì có chuyện thương xót cho cô được, hắn sẽ không yêu cô, người hắn yêu chỉ có duy nhất một người nhưng người đó đã chết rồi còn cô chẳng qua cũng chỉ là mang khuôn mặt của người hắn yêu mà thôi hắn lạnh nhạt với cô cũng bởi vì mẹ hắn ép hắn lấy cô nhưng chẳng phải trước đây bà là người ngăn cản bạch chi đến với hắn sao mẹ hắn dùng một số tiền bắt ép bạch chi rời xa hắn cô trên đường đi đã gặp tai nạn và vĩnh viễn rời khỏi thế gian này cho nên hắn hận bà ấy có thể chọn cô tại sao lại không chọn cô ấy nếu không thì hắn cũng đâu biến thành bộ dạng như bây giờ lạnh lùng vô tình tàn nhẫn và độc đoán yêu ư tống dịch này không bao giờ biết yêu là gì ra ngoài nếu lần sau em còn dám đánh tôi nữa thì đừng có trách lòng dạ tôi sắc đá lắm loại phụ nữ như em tôi không có hứng thú đâu nghe hắn nói cơn đau trong trái tim liền lập tức tràn đến cô bật cười chua xót xoay mặt đi thật quá đủ rồi ánh mắt đỏ rực đầy nước chính hắn là người đã nghiền nát trái tim cô tử y đi về nhà bắt gặp mẹ chồng đang ngồi ở phòng khách. Cô vừa trở về bà liền nhìn thấy dáng vẻ thất thần của cô, đôi mắt sưng hút, đôi chân bị phỏng đau nhưng cô vẫn phải cắn răng nhẫn nhịn đi từng bước về nhà. Con có hận ta không, tử y, không, cô biết quán trách ai bây giờ? Là cô bị bố mẹ ruột vứt bỏ. Hắn như là tia sáng duy nhất trong cuộc đời của cô, là hắn đã cứu vớt cô qua những tháng ngày tăm tối nhất mà, nếu rời khỏi đây, cô làm gì còn nơi nào để đi chứ? một đứa trẻ không ai cần một đứa trẻ không ai yêu con đường phía trước đối với cô chỉ là một màn sương đêm tăm tối không có lối thoát không tất cả đều là do con lựa chọn con không trách ai cả nửa đêm tống dịch mới trở về nhà hắn nhanh chóng đi thẳng lên lầu mở cửa đi vào phòng tử y căn phòng một tháng nay hắn chưa từng đặt chân vào căn phòng tối chỉ có ánh đèn lờ mờ trên người nồng nặc mùi rượu và thuốc lá tử y đang nằm trên giường Lúc chiều cô chỉ bôi thuốc sơ cho vết bỏng ở chân rồi mệt quá nên đã thiếp đi, Tống Dịch giống như ác ma, hắn đi thẳng đến giường. Bỗng nhiên, một bên nệm lún xuống, môi cô nhanh chóng bị ai đó hung bạo chiếm lấy, Tử Y giật mình từ trong cơn mơ tỉnh dậy, nhìn thấy khuôn mặt của hắn hiện rõ dưới ánh đèn, cô hoảng loạn dùng hết sức đẩy hắn ra, không ngừng lùi lại về sau, "Chú làm gì vậy? Tôi bị trúng thuốc rồi. Mau giúp tôi." "Không, đi mà tìm người tình của chú." cô ta sẽ giúp chú đừng dùng đôi môi dơ bẩn đó chạm vào người tôi hừ dơ bẩn sao tôi bị trúng thuốc rồi mau giúp tôi không đi mà tìm người tình của chú cô ta sẽ giúp chú đừng dùng đôi môi dơ bẩn đó chạm vào người tôi hừ dơ bẩn sao hắn hừ lạnh một tiếng môi hắn cười nhạt giống như ma quỷ đòi mạng vậy tử y sợ hãi vô thức lùi lại mấy bước muốn bỏ chạy nhưng đã bị hắn túm chặt lấy đôi chân đôi mắt hắn đỏ ngầu, bàn tay hắn siết chặt lấy bả vai cô, đè ép thân thể kia bên dưới, môi hắn bật cười rầm rì trong cổ họng, giữ chặt sau gáy ép buộc cô phải tiếp nhận nụ hôn cuồng giả của hắn, tử y ra sức phản kháng, dùng hết sức cắn mạnh hắn một cái đến rách cả môi. Đến khi mùi máu tanh ngập tràn trong khoang miệng hắn mới chịu buông ra, hắn điên tiết, hai mắt hắn long sòng sọc. Dùng tay quệt vết máu trên môi, hừ lạnh, y y, em to gan lắm, buổi sáng dám đánh tôi, Tối đến lại dám cắn cả tôi. Có phải là em quên mất mình là ai rồi không? Vậy để tôi nhắc lại cho em nhớ, em là vợ tôi, em có nghĩa vụ phải thỏa mãn tôi, bỏ ra, chú tránh xa tôi ra. Tôi không muốn, muốn hay không? Không đến lượt em quyết định. Đừng thách thức sự chịu đựng của tôi, xoẹt xoẹt, hắn thô bạo, mạnh tay xé toạc chiếc đầm ngủ của cô xuống. Cô gào thét lên, ra sức đánh vào vào người hắn nhưng sức lực cơ thể quá bé nhỏ cơ bản không có cách nào chống lại được thân thể nóng rực đang đè lên người mình. Tại sao chứ? Tại sao hắn lại tàn nhẫn như vậy chứ? Hắn không yêu cô vậy thì sao còn chạm vào người cô? Dùng đôi bàn tay hèn hạ đó chạm vào người cô. Dùng đôi môi dơ bẩn đó để hôn lên khắp cơ thể cô. Hắn miệng thì nói muốn cô nhưng trong cơn khát tình hắn lại gọi tên một người con gái khác. Bạch Chi, anh yêu em. Bạch Chi, anh thực sự rất nhớ em. Không, cháu không phải là Bạch Chi, cháu là Tử Y. Ngoan, mau giúp tôi, đau. Đau quá, thân thể như bị xé ra làm hai, nhưng cũng không sao đau bằng nỗi đau trong tim ngay lúc này, đau như thể bị ngàn mũi dao đâm qua, nước mắt cô rơi trong xuống đêm tối, cô tên là Tử Y, không phải là Bạch Chi. Vậy mà những lúc hắn ôm cô trong vòng tay chưa bao giờ anh gọi tên cô lấy một lần, đó là lần đầu của cô lần đầu tiên của một người con gái là điều thiên liêng biết bao, đáng lý ra phải dành cho người thật lòng yêu mình mới phải. Nhưng không, đêm qua, hắn bị người ta bỏ thuốc nên giữa đêm hắn mới tìm đến người vợ đã bị hắn lãng quên suốt một tháng nay không đếm xỉa đến. Hắn đặt chân vào căn phòng cưới hắn ghét bỏ đến mức chưa từng bước vào. Tàn nhẫn xem cô là thế thân của cô gái hắn yêu để thỏa mãn dục vọng ngay lúc này hắn cần cô giúp hắn giải cơn khát tình trong thân thể nhưng trong thâm tâm lại sợ có lỗi với người con gái hắn yêu. Đêm nay, cô đã chính thức trở thành người phụ nữ của hắn rồi. Cô tự hỏi những lúc hắn làm tình với cô, anh có bao giờ xem cô là tử y thay vì cái tên Bạch Chi chưa? Sáng hôm sau, khi hắn mở mắt phát hiện cô đang nằm bên cạnh, trên làn da trắng nõn ẩn hiện những dấu vết hoang ái kịch liệt. Hắn không nói gì chỉ đột nhiên ngồi dậy, lấy từ trong hộp tủ một lọ thuốc. Có lẽ là hắn đã lường trước được mọi việc, uống thuốc đi, giọng nói hắn vang lên lạnh lẽo, ánh mắt thâm trầm sâu hút hơn cả vực thẳm, Tử Y nhìn viên thuốc tránh thai trên tay, thoáng có chút do dự. Hắn quan sát biểu hiện trên gương mặt cô, điếu thuốc lá trên tay hắn cháy quá phân nữa, hắn hít một hơi dài, từng làn khói mờ ảo phả vào trong khoảng không vô hình, sau khi hoang ái xong hắn hay có thói quen hút một điếu thuốc lá. Hôm nay cũng như vậy, nó giúp hắn tỉnh táo hơn cũng giúp hắn đưa ra quyết định tàn độc hơn. Em không nghe lời tôi sao?" Cô cúi gằm mặt, đôi mắt trướng lệ hỏi hắn, "Tại sao vậy Tống Dịch?" Cô lại hỏi hắn. Cô cần một câu trả lời để kết thúc những đau khổ trong tim ngay lúc này, ép buộc cô lên giường cũng là hắn, phủ sạch quan hệ với cô cũng là hắn, hắn vẫn tàn nhẫn như vậy, hắn chà đạp thân thể cô, giẫm nát cả trái tim cô, có phải là hắn không có trái tim hay không, hay là trái tim hắn bị chó tha rồi, những giọt nước mắt mặn chát lại rơi từng giọt từng giọt rơi vào lòng bàn tay cô nhưng hắn chẳng mảy may quan tâm hắn chỉ lạnh lùng nhìn sang hướng khác giọng hắn trầm khàn vang lên đầy tuyệt tình như xé nát trái tim cô ngoại trừ cô ấy ra thì không ai được phép mang thai con của tôi cả phải cô không đủ tư cách cho dù cô là thế thân của cô ấy đi chăng nữa cô cũng không đủ tư cách để mang thai con của hắn đáng lẽ ra cô phải biết chứ đêm qua hắn chỉ yêu khuôn mặt này không phải là yêu cô Cuộc hôn nhân này vốn dĩ ngay từ đầu đã là một sai lầm, sai ở đâu thì nên kết thúc ở đó. "Chú, chúng ta ly hôn đi." Giọng cô vang lên đầy uất nghẹn, trong lòng ngực nhức nhối không thôi. "Không thể, tại sao vậy Tống Dịch?" "Chú yêu cô ấy như vậy tại sao lại không chịu buông tha cho tôi chứ? Ly hôn ư?" "Không bao giờ." "Em muốn rời khỏi đây ư?" "Trừ phi là em chết." "Bằng không, dù là ở chân trời góc bể tôi cũng đem em quay trở về nơi này." kể từ cái ngày ba em bán em cho tôi em đã định phải ở bên cạnh tôi rồi ngay giờ phút này đây trong lòng cô chỉ còn lại sự thống hận dành cho hắn được vậy thì sẽ như ý chú muốn tống dịch tôi hận chú tôi hận chú đến chết được vậy thì sẽ như ý chú muốn tống dịch tôi hận chú tôi hận chú đến chết cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lẽo của hắn ánh mắt từ đau thương bỗng chốc hóa thành tuyệt vọng trước mắt rồi giận quá hóa cười miệng nở một nụ cười chua chát mà tim như bị hàng ngàn mũi dao đâm qua, những giọt nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, từng giọt từng giọt thấm qua chiếc chăn bông dày đang che kín thân thể mỏng manh kia nhưng cũng không thể nào thấm qua nổi trái tim sắt đá của hắn. Thứ tình cảm cố chấp chung chặt trong tim không nói thành lời ấy đột nhiên trở thành nỗi đau dày vào cô ngay lúc này. Hóa ra yêu một người lại đau khổ đến như thế này. Cô liều mạng muốn đem trái tim chân thành của mình ra cho hắn nhìn thấy cuối cùng lại nhìn thấy hắn cùng người phụ nữ ân ân ái ái cô thật ngu ngốc biết bao đáng lẽ ra ngay từ đầu cô phải biết rõ trong tim hắn đã chẳng có vị trí nào dành cho cô rồi là cô tham lam tình yêu của hắn thứ tình cảm vốn dĩ không thuộc về mình hắn nhìn cô nức nở trái tim đột nhiên có chút co rút hắn rốt cuộc đã biến cô bé năm nào thành cái bộ dạng gì thế này cô nói cô hận hắn cô hận hắn đến chết sao hắn cũng hận chính bản thân mình hắn rõ ràng biết người mình yêu là bạch chi bạch chi ra đi mang theo tình yêu của hắn mang theo trái tim biết yêu của hắn lúc đó lồng ngực hắn cũng nhức nhối không thôi đau đến không thở được từ đó hắn không còn biết yêu là gì nữa hay nói đúng hơn là hắn không còn cần cái thứ gọi là tình yêu nữa cho đến một ngày cô xuất hiện đôi mắt tử y nhìn hắn thực sự rất giống với cô ấy chỉ trách cô không phải là bạch chi của hắn vậy mà ngay lúc này đây nhìn thấy cô bật khóc, tiếng khóc nghẹn ngào vang bên tai hắn, tim hắn lại nhói đau, điều hắn muốn chỉ là cô ở bên cạnh hắn, yên vị ở bên cạnh hắn mà thôi. Hắn không biết rốt cuộc hắn đang chờ đợi điều gì từ cuộc hôn nhân này nữa, hắn biết rõ cô không phải là Bạch Chi nhưng mỗi lần nhìn thấy cô, hắn lại không nhịn được mà xem cô thành Bạch Chi. Ánh mắt cô tức giận nhìn hắn lại càng giống với cô ấy, hại hắn lại không thể nhẫn tâm mà làm ngơ với cô được, hắn ích kỷ, hắn tham lam, hắn độc ác. Vậy thì cùng dày vào nhau đến chết đi. Sau cùng, hắn rít thêm một hơi nữa, điếu thuốc lá cháy cạn chỉ còn lại đầu điếu bị vùi vào chiếc gạt tàn đã cũ trên đầu giường, mớ tâm tư hỗn loạn của hắn cũng theo làn khói trắng mờ ảo kia chìm vào hư vô. Lúc này, hắn quay về bộ dạng ban đầu, gương mặt vẫn lạnh tanh, giọng nói đầy phủ phàng, "Vậy thì chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi." Hắn bước nhanh đi, như để bỏ trốn khỏi nơi đó. Có phải là hắn sợ mình sẽ dao động không? hắn là người dễ mềm lòng thế ư sau khi hắn rời đi tử y cũng mệt mỏi thiếp đi trong đau đớn không chỉ là thân thể đêm qua đã chịu nhiều giày vò mà còn là ở nơi trái tim nhỏ bé vốn dĩ đã đầy những vết thương kia của cô nữa cô đã chẳng còn niềm tin nào cho rằng một ngày nào hắn sẽ yêu cô bởi vì khi yêu một người chắc chắn sẽ không bao giờ khiến cho người đó phải đau đớn đến mức muốn chết đi như thế này không hắn chẳng yêu ai cả hắn chỉ yêu chính bản thân mình thôi đến trưa cô cắn răng chịu đau ngồi dậy cố lết từng bước nặng nề đi xuống dưới lầu hắn đã rời khỏi nhà từ rất lâu cũng không hề mảy may quan tâm cô lấy một lời trên chiếc bàn ăn rộng lớn chỉ còn mỗi mẹ chồng cô đêm qua nghe tiếng động bên phòng cô bà biết đã xảy ra loại chuyện gì nhưng căn bản bà không có cách nào ngăn cản nổi cơn thịnh nộ của tống dịch sáng nay thấy hắn lại vội vã rời đi bà cũng chỉ biết thở dài con trai bà cứ cố chấp sống mãi trong những sai lầm của quá khứ Kết quả, tổn thương mình lại càng tổn thương người. Tự y, con, không sao chứ. Cô chỉ im lặng lắc đầu, nhìn những món ăn trước mắt cũng không còn cảm thấy ngon miệng nữa. Mẹ à, con muốn ra ngoài đi dạo cho khoay khỏa. Được, để mẹ bảo tài xế đưa con đi. Cô ngước nhìn lên bầu trời, cuộc đời bị vây hãm trong căn biệt thự này. Cô bây giờ giống như chú chim nhỏ thầm khao khát tự do bị người khác dẫm đạp không thương tiếc. Cánh cửa phòng làm việc của Tống Dịch được đẩy ra, Giọng nói nhỏ nhẹ của Hà Nghiên Nhi vang lên, "Tống Dịch, anh làm sao vậy? Đã mấy ngày không gặp, anh không nhớ người ta sao?" Cô ta rất tự nhiên ngồi lên đùi hắn, cỏ sát bộ ngực lớn vào người anh, móng tay được tô vẽ đủ loại màu sắc chạm lên vòng ngực hắn, lướt nhẹ vẽ nên những vòng tròn trên cơ ngực săn chắc, cùng một khuôn mặt nhưng quả nhiên hành động lại rất khác. Nhưng hôm nay tâm tình hắn lại không tốt, hai hàng chân mày nhíu chặt hắn cũng không thể hiểu nổi tại sao bản thân mình lại như vậy chỉ là hắn nhớ đến dáng vẻ tử y ngồi bó gối trên giường khóc nức nở từng tiếng đầy nghẹn ngào mà thôi khiến tim hắn không cách nào thở nổi tống dịch khẽ nhếch môi liền lạnh nhạt đẩy thân thể đang bám lấy hắn ra nắm lấy cổ tay cô ta gằn giọng đừng có trách tôi không cảnh cáo trước đừng có mô phỏng theo dáng dấp của bạch chi mà nói chuyện với tôi cô có diễn thế nào đi chăng nữa thì cũng vĩnh viễn không thể nào giống được với cô ấy đâu Hà Nghiên Nhi thấy biểu hiện này của anh đương nhiên không khỏi thất vọng. Rõ ràng là hôm trước còn vui vẻ với cô lắm kia mà, tại sao đột nhiên bây giờ lại quay ngoắt tỏ thái độ lạnh nhạt như vậy, đúng là khiến cô ta tức chết mà, lúc này cô ta liền giả vờ khóc lóc, thúc thích trước mặt hắn, giống như là bản thân đang bị hắn ức hiếp, chịu ủy khuất nặng nề vậy, tống dịch, anh đừng như vậy, em sẽ ngoan mà, nói rồi cô ta càng sấn tới, mặt dày mà ôm lấy mặt hắn, chủ động hôn lên môi hắn ta, giọng nói ngọt ngào thỏ thẻ vậy em với cô vợ nhỏ đó của anh thì ai giống bạch chi của anh hơn cùng là thế thân như nhau nhưng tống dịch à em mới là người hiểu anh nhất cũng là người thích hợp với anh nhất chúng ta rất giống nhau tham vọng giống nhau và hơn gì hết cơ thể chúng ta rất hợp nhau thế thân của bạch chi anh chỉ có thể chọn một người để ở bên cạnh nếu như vậy anh sẽ chọn em hay là cô ta bàn tay của hà nghiên nhi khẽ chạm đến cổ áo hắn rất thuần thục mà tháo từng chiếc cúc áo ra nhưng còn chưa cởi xong thì cổ tay ả đã bị hắn giữ lại hắn đưa tay bóp lấy cầm cô nâng lên ánh mắt như thể nhìn thấu mọi tâm tư của cô gái trước mặt hà nghiên nhi nói không sai hắn và cô ta quả thực là cùng một loại người nhưng cuộc chơi này tống dịch mới là người làm chủ không phải là để người khác chơi đùa cùng sắp đặt nghiên nhi tôi chỉ muốn giữ lại những cô gái thông minh bên cạnh mình nếu như em còn muốn bên cạnh tôi, vậy thì tốt nhất là em nên biết vị trí của mình là ở đâu. Tôi là một người rất tàn nhẫn và vô tình hơn những gì em nghĩ đấy, tôi không thích mạnh tay với phụ nữ nhất là phụ nữ từng qua lại với tôi, em hiểu rồi chứ. Hắn nói hất tay cô ta ra, hừ nhẹ một tiếng, xoay người rời khỏi phòng để lại Hà Nghiên Nhi cùng ánh mắt mắt căm phẫn tột độ. Chẳng lẽ lại là vì cái con nhỏ tử y ngu ngốc kia nên hắn mới như vậy sao? Nhưng mà cô ta là ai chứ? những thứ cô ta đã muốn hoặc là dùng mọi thủ đoạn để có được nó hoặc là hủy hoại nó nếu như anh đã không thể chọn vậy thì đừng trách tôi thay anh đưa ra lựa chọn nam nhân của tôi có thể vô tâm vô tình có thể không yêu tôi nhưng tuyệt đối trong tim không được chứa đựng hình bóng của bất kỳ người phụ nữ nào khác tôi có thể khiến cho một bạch chi vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này vậy thì thêm một tử y ngu ngốc nữa cũng có sao đâu cô ta khẽ nhếch môi rút điện thoại từ trong túi ra ánh mắt hiện lên từng tia thâm độc, nghiến răng một cái, "Chuyện tôi căn dặn các người đã làm đến đâu rồi?" "Tìm ma túy rồi xử lý cô ta cho sạch sẽ. Cho dù con tiện nhân đó có xinh đẹp đến đâu thì sau đêm nay, Tống dịch cũng sẽ không còn cần một người phụ nữ dơ bẩn như cô ta ở bên cạnh mình nữa đâu. Nếu như một ngày tôi biến mất khỏi thế giới này, chú có đau lòng không? Có vì tôi mà khóc như chú đã từng khóc vì cô ấy không? Đừng bao giờ đem bản thân mình ra so sánh với cô ấy." đối với tôi em chẳng qua cũng chỉ là người có khuôn mặt giống với cô ấy mà thôi em đừng nên hy vọng gì mới phải ánh mắt hắn vẫn vậy vẫn lạnh lùng như vậy như thể là một cái xác không hồn một cơ thể không có trái tim mùi khói thuốc nồng đậm trong căn phòng có lẽ là hắn đêm qua hắn đã hút rất nhiều cô miếng môi nhìn theo bóng lưng cao lớn đang xoay lưng về phía mình không phải là lần đầu tiên hắn nhắc nhở cô vị trí hiện tại của bản thân chẳng qua chỉ là một người vợ trên danh nghĩa nhưng dường như lần nào trái tim cô cũng đau đớn như vậy cô ngập ngừng lại hỏi hắn chú có yêu hà nghiêng nhi không hắn rơi vào trầm tư hắn không biết phải trả lời cô như thế nào mới phải yêu ư trên môi hắn đã không còn thốt lên hai từ đó từ rất lâu rồi lâu đến nỗi hắn cũng không còn nhớ rõ lần cuối hắn nói từ đó là lúc nào hắn chỉ biết kể từ đó tim hắn cũng đã chết em ghen sao, nghe thấy câu hỏi đó của hắn, cô chỉ cười nhạt, ghen sao. Cô cũng không biết mình có đủ tư cách để nói câu này hay không nữa. Cô đúng là có có chút ghen tị, lại có chút kinh mạc, cô là đang chơi đùa với tử thần, bệnh tim của cô không được kích động. Vậy mà cô còn hỏi hắn, đúng là chê mạng mình quá dài, nếu như có một điều ước, tôi sẽ ước tôi chưa từng gặp chú, em có biết mình đang nói gì không vậy? một khi tôi chưa cho phép thì cuộc đời em vĩnh viễn phải ở đây ở ngay bên cạnh tống dịch này tại sao vậy chú tại sao chú lại không để cho tôi đi như thế thì chú sẽ được sống bên nhân tình của chú đó chẳng phải là điều chú muốn hay sao đừng mơ tưởng ân dưỡng dục của tôi em còn chưa báo đủ đâu tử y em sống là người của tôi chết cũng là ma nhà tôi chưa đủ sao lần đầu tiên cô cũng cho hắn trái tim yêu chân thành nhất cô cũng đem cho hắn sự dịu dàng nhất cũng đem cho hắn đối với hắn vẫn chưa đủ sao hay là hắn vốn chưa từng cần những thứ đó cô không nói nữa là do cô ngu ngốc theo đuổi thứ tình cảm xa vời này mà thôi phải nếu như có một điều ước tôi sẽ ước tôi chưa từng gặp chú nhưng nếu như có một lần nữa được quay lại tôi sẽ không hối hận vì đã yêu chú có lẽ là nếu đến trước cô ấy tôi ít ra cũng đã không hối hận giống như bây giờ vậy nếu như tình yêu là một liều thuốc chữa lành cho trái tim thì đối với tôi nó lại là một liều thuốc độc. Lòng ngực cô cứ nhói đau, khó chịu vô cùng. Tấm lưng ấy, mảnh khảnh, thon gầy xoay lưng rời khỏi đó trước khi trái tim cô không chịu nổi. Thứ tình cảm khiến cô đau khổ như vậy nên kết thúc đi mới phải. Cô không muốn bản thân mình phải tổn thương nữa vì hắn nữa. Nhưng mà những chuyện không phải cứ nói quên là quên ngay được. Nhất là trong chuyện tình cảm, mấy khi trái tim lại nghe lời lý trí, cô hận hắn lại càng hận chính bản thân mình hận bản thân mình cố chấp yêu người không nên yêu hận hắn không yêu cô nhưng lại cho cô từng chút một hy vọng cũng hận bản thân mình lại cứ cam chịu sống như một thế thân cho cô gái anh yêu với ôm ấp ảo tưởng một ngày nào đó hắn cũng sẽ yêu cô như cô ấy khi tống dịch trở về nhà một lần nữa đã là chuyện của một tuần sau vừa về đến nhà hắn đã mở miệng hỏi tử y đâu bà cũng không buồn trả lời hắn ở bên ngoài vui chơi vừa quay lại nhà đã hỏi cô đó có phải là thói quen của hắn hay không từ lúc tử y đến tống gia ở cô bé rất bám theo hắn cứ một tiếng chú ơi hai tiếng chú à dáng vẻ ngoan ngoãn như một đứa trẻ con hiểu chuyện khiến tống dịch rất hài lòng dần dần hắn đã hình thành thói quen cứ về đến nhà là sẽ hỏi tử y cho đến khi mẹ hắn ép buộc hắn lấy cô hắn căm ghét bị người khác sắp xếp cuộc đời mình nhất là người đó lại là kẻ hại chết người hắn yêu hắn hận bà bà càng muốn hắn ở bên cô hắn lại càng chán ghét cô nhưng vì sao hôm nay vừa về đến nhà hắn lại lên tiếng hỏi cô nó là vợ con nó đi đâu con cũng không biết sao con lại đi hỏi ta hắn lập tức đứng dậy hàng chân mày nhíu chặt kìm nén cảm xúc dân trào của bản thân tống dịch đi ra khỏi phòng bệnh bên cạnh là thư ký trịnh hôm nay một đối tác làm ăn quan trọng của tống thị không may gặp tai nạn nên bọn họ có mặt ở đây để thăm hỏi đó cũng là vì chuyện tạo mối quan hệ trên thương trường để sau này dễ bề làm ăn nhưng ánh mắt anh đột nhiên dừng lại trên người con gái ngồi cách đó không xa cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản trong làn gió mùa thu phảng phất chút mùi thơm của hoa cỏ ánh sáng mặt trời ngã trên đầu cô từng đường nét trên khuôn mặt tử y hiện lên rõ ràng đầy xinh đẹp ngồi bên cạnh cô là một nam bác sĩ khá trẻ hai người bọn họ đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ hắn không thể nào nghe thấy bọn họ đang nói gì nhưng khuôn mặt đó vừa nhìn thoáng chốc hắn liền nhận ra là tử y người vợ danh chính ngôn thuận của hắn, thư ký Trịnh đứng bên cạnh, không hiểu sao trời đang nắng gắt nhưng cậu lại có cảm giác trùng mình. Nhìn lại thì ra lại là vị chủ tịch của bọn họ khuôn mặt đang rất khó coi, ánh mắt tàn độc, giống như đang muốn giết người vậy, dáng vẻ cô cười ngây ngốc vì người đàn ông khác đó hắn quả thực chưa từng được nhìn thấy. Trước đây đều là dáng vẻ ngoan ngoãn vân lời không hề tự nhiên trên gương mặt cô, tên đàn ông đó rốt cuộc là ai? Vì sao cô lại cười với gã đàn ông khác? những câu hỏi đó cứ xoáy sâu vào tâm trí hắn khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu hắn cũng không rõ cảm giác đó rốt cuộc là gì nữa như thể là hắn sắp mất đi cô vậy em đang làm gì ở đây vậy giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên trên đỉnh đầu cô khi tử y quay đầu nhìn lại thì thấy tống dịch đang ở sau lưng cô ánh mắt đỏ ngầu biểu hiện vô cùng tức giận tuy nhiên trái với điều mà hắn mong chờ cô không hề bối rối giống như tất cả đều đã được cô dự trù từ trước rồi cháu bị bệnh cần phải điều trị, bị bệnh hay là đi ngoại tình, em bị bệnh cần phải điều trị, bị bệnh hay là đi ngoại tình. Những lời nói tàn độc của hắn giống như đang bóp nát trái tim bé nhỏ của cô vậy, cảm giác đau nhói ở lồng ngực bỗng chốc cô về, kéo đến mỗi lúc một nhiều hơn, khiến cô sắp không thở nổi. Một tay cô ôm lấy ngực, khuôn mặt bỗng chốc nhăn lại, ngay từ đầu hắn vốn dĩ chưa từng yêu cô mà, cô chẳng qua chỉ là người thay thế cho cô gái mà hắn yêu. Vậy thì bây giờ hắn lấy tư cách gì mà dùng những lời nói tàn nhẫn đó để chất vấn cô? Đã có lúc nào hắn có xem cô là vợ chưa? Hắn chưa từng. Có khi nào hắn nghĩ đến cảm nhận của cô chưa? Hắn cũng chưa từng. Vậy thì hắn có đủ tư cách để chất vấn cô sao? Hắn không có. Cố Thành là một người bạn cấp 3 của cô. Hôm qua cô nhập viện vào đây tình cờ gặp lại mới biết cậu ấy là bác sĩ ở nơi này. Nếu như nói chuyện với nhau vài ba câu thôi được tính ngoại tình. Vậy thì hắn với Hà Nghiên Nhi được tính là cái gì? Lúc cô nhìn thấy bọn họ thân mật với nhau, hắn có biết cô cảm giác thế nào không? Cô quả thực trái tim nhỏ bé không thể chịu nổi, vậy thì hắn cũng nên nếm thử mùi vị đó một lần mới phải. Cô nghe thấy những lời nói của hắn thì cười nhạt, nụ cười chua xót nhất mà cô từng có. Tôi nói đúng quá nên em không còn gì để nói với tôi sao? Đến lúc này vị nam bác sĩ kia nghe thấy những lời quá đáng của hắn nhất thời cũng không chịu nổi đứng dậy định lên tiếng nhưng tử y đã vội đứng lên ngăn cản nếu thật sự như vậy thì liên quan gì đến chú chứ chú ghen sao câu hỏi hôm trước hắn hỏi cô bây giờ cô lại hỏi hắn hắn đương nhiên là không yêu cô rồi không yêu thì làm sao mà ghen được chứ chỉ là nhìn đến biểu cảm cùng hành động này của cô hắn càng thêm khó chịu bàn tay hắn cũng đã bất giác siết chặt lại nhìn thấy cô bảo vệ tên bác sĩ kia, không hiểu sao trong lòng hắn lại sinh ra loại cảm giác vô cùng tức giận, giống như là bị ai đó lấy mất thứ vô cùng quan trọng. Ánh mắt hắn nhìn chầm chầm về phía vị nam bác sĩ kia, giận dữ như lập tức muốn nghiền nát cố thành, thư ký trình đứng bên cạnh cũng không khỏi giật mình. Bình thường tống dịch bản tính rất nóng nảy, thường xuyên tức giận hơn nữa còn không hề biết cười, vô cùng đáng sợ. Hiện tại thiếu phu nhân lại còn dám ngang nhiên chọc tức ngài ấy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng em nên chú ý thân phận của mình quả nhiên giống như những gì thư ký trình đang nghĩ chẳng mấy chốc hắn liền đi đến đẩy mạnh cố thành đang đứng bên cạnh ra nắm lấy cổ tay tử y kéo cô rời đi cổ tay cô bị hắn nắm chặt đau đớn đến mức muốn bật khóc cô dùng lực kháng cự bàn tay cào cấu vào tay hắn muốn vùng thoát tống dịch đau mau thả cháu ra đột nhiên hắn chợt dừng lại giữa khuôn viên bệnh viện nơi có ánh mắt của biết bao nhiêu người không chút kiên dè quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt vô cùng tức giận, bóp mạnh lấy cầm cô gằn lên từng chữ, em định khiến tôi mất mặt sao, cô bị hắn ép buộc ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt vào đôi mắt lạnh lẽo của hắn. Cô không sợ sệt chỉ là có chút khó chịu nơi lồng ngực. Bệnh của cô không được kích động, không chịu đau được, hắn lại chẳng biết, đối với cô hắn chẳng khác nào tử thần đoạt mạng, càng ở bên cạnh hắn, trái tim cô không chịu nổi, bệnh của cô càng không chịu nổi thà rằng hắn vứt bỏ cô đi giống như cái cách mà ba mẹ cô đã từng làm có lẽ cô sẽ chỉ đau một lần thôi không phải là cơn đau âm ỉ không cách nào giải thoát được lúc này ánh mắt cô đã ngập nước cảm thấy tuổi thân vô cùng đêm hôm qua cô trở bệnh một mình đi đến đây không một ai bên cạnh một mình tuổi thân đến mức bật khóc lúc đó hắn đang ở đâu có phải là bên cạnh người con gái khác ân ân ái ái triền miên không thôi vậy thì bây giờ hắn lại lấy tư cách gì mà đối xử với cô như vậy trái tim cô đau lắm đau đến không thở được cô ước mình có thể chết ngay trước mặt hắn cô hơi nghẹn ngào tức tự đáp lại anh tống dịch chú buông tha cho tôi đi tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần thì em mới nhớ đừng nghĩ có thể ở sau lưng tôi muốn làm gì thì làm em muốn tôi ly hôn để có thể ngang nhiên mà ở bên cạnh hắn ta sao nằm mơ đi không phải lúc nãy ngồi cạnh tên đàn ông kia cô đã mỉm cười rất xinh đẹp à sao bây giờ ở trước mặt hắn lại bày ra bộ mặt khổ sở thế này chứ đúng là giả dối khuôn mặt khổ sở của cô đúng là khiến hắn không ngờ tới hèn chi mấy ngày trước cô nhất quyết muốn ly hôn với hắn lúc đó hắn thực sự nghĩ không ra cô yêu hắn như vậy tại sao lại muốn ly hôn với hắn bây giờ hắn nghĩ lại hóa ra là vì gã thanh niên kia cô tại sao lại muốn rời bỏ hắn giống như cô ấy tại sao cô lại không cần hắn nữa hắn sẽ không bao giờ để cô biến mất khỏi hắn giống như cô ấy sống cũng được chết cũng được đều phải ở bên cạnh hắn không cho phép rời khỏi sao em cứ thích giả vờ yếu đuối trước mặt tôi thế hả định tranh thủ tình cảm với tôi sao sao hắn có thể dễ dàng bị dao động được lực đạo trên tay hắn càng thêm siết chặt mạnh đến nỗi khiến cô phải rơi lệ hai hàng nước mắt chảy từng giọt từng giọt xuống lòng bàn tay hắn. Hắn có thấy xót xa không? Sao hắn lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy? Bốt, tiếng đánh chát chúa vang lên ở giữa khuôn viên vắng lặng khiến ánh mắt của những người xung quanh chú ý đến. Hắn nghiêm mặt, lộ rõ vẻ tức giận, hắn siết càng chặt lấy tay cô. Tống dịch, chú đang làm cái gì vậy hả? Buông tay ra, lúc này một cơn đau ập đến, trước mắt cô là một màu đen, hai mắt cô nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch, cô loạn choạng ngã nhào xuống đất. Rất may, lúc này Cố Thành đã kịp chạy đến hất tay hắn ra đỡ lấy tử y, thân thể mềm nhũng kia ngã vào lòng Cố Thành, da thịt lạnh toát không chút hơi thở. Hắn hốt hoảng không thôi, gấp gáp hỏi, em ấy bị làm sao vậy, vợ anh bị bệnh tim anh không biết sao. Anh làm chồng cái kiểu gì vậy hả, em ấy bị làm sao vậy, vợ anh bị bệnh tim anh không biết sao. Anh làm chồng cái kiểu gì vậy hả, hắn nghe xong mà cả người như chết sững, phút chốc hai chân hắn không còn chút sức lực nhìn gương mặt trắng toát của vợ hắn lúc này đây hắn có cảm giác gì hắn có cảm thấy đau bằng một nửa nỗi đau trong tim của cô lúc này phải rồi tim hắn làm bằng sắt đá mà sao lại có thể động lòng mà thương xót một kẻ thế thân như cô chứ lúc này đây thân thể cô đã nằm gọn trong lòng cố thành khuôn mặt đã trắng bệch cố thành không khỏi lo lắng gấp gáp gọi mấy lần nhưng cô đều bất động Mặc dù Tống Dịch không thích Cố Thành chạm vào người cô nhưng hiện tại cô đang là người bệnh, hắn phải nên kìm nén. Cố Thành ôm cô trong lòng, lại nhìn đến hắn, trong lòng không khỏi phẫn nộ. Rốt cuộc là hắn đã làm cái gì mà cô ấy kích động đến mức ra nông nổi này, mau, đưa xe đẩy qua đây. Ở đây có bệnh nhân bị ngất xỉu, Cố Thành định ôm cô đi nhưng Tống Dịch đã hất tay ra. Người vợ này là của hắn dựa vào đâu mà có thể để cho nam nhân khác ôm một lúc sau khi đưa vào phòng hồi sức. Cố Thành bước ra bên ngoài nhìn hắn không chút biểu tình hoan nghênh, nhưng mà hiện tại hắn là chồng cô, anh không thể ngăn cản và cũng không có cách nào ngăn cản. Ánh mắt tử y khi nhắc về người đàn ông này rất buồn, Cố Thành cũng không biết là tại sao nữa. Cô không nói, anh cũng không dám hỏi, chỉ ở bên cạnh lặng lặng nhìn cô. Cuộc hôn nhân này của cô có lẽ là không được tốt đẹp, làm dâu hào môn, cô lại đã từng sống ở đó nhiều năm cũng chưa từng thấy cô cười lần nào khi cô gặp lại anh chuyện cũ ôm lại thời bọn họ đi học bất giác cô lại cười làn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến bông hoa nhỏ rơi trên tóc cô anh nhìn đến thật sự khiến người đối diện không nhịn được mà bất giác rung động bọn họ là bạn học bây giờ gặp lại một người là bác sĩ một người là bệnh nhân không ngờ lại gặp nhau trong tình huống này nghe ra thật là trớ trêu cô có chút bối rối hai má hơi ửng đỏ Tình cảm ở trên thế gian này nếu có thể giống như những gì trong tim mình hằng ước nguyện thì tốt biết mấy, có lẽ sẽ không có ai phải đau khổ vì làm kẻ si tình, nhưng đột nhiên lúc hắn ta đột nhiên xuất hiện, gương mặt cô có chút sợ hãi, tuy cô đã cố kìm nén nhưng Cố Thành đứng bên cạnh vẫn có thể nhìn ra. Lúc Tống Dịch đưa cô đi, Cố Thành chỉ sợ cô bị kích động mà ảnh hưởng đến bệnh tình, quả nhiên Cố Thành lo không thừa thải, lúc anh chạy đến thì cô đã ngất xỉu rồi. Lúc đó anh thật sự rất muốn lao đến đấm vào mặt tống dịch nhưng bệnh tình của cô mới là quan trọng tống dịch tiến lên hắn nhìn cố thành lạnh lùng mở miệng tình trạng của cô ấy như thế nào rồi cố thành nhìn hắn nếu như người đàn ông này đã muốn biết anh cũng thành thật mà đáp lại không được để cô ấy kích động nữa anh làm chồng thì nên ở bên cạnh chăm sóc cho cô ấy thật tốt lời này của cố thành nói ra để ám chỉ điều gì hắn đương nhiên hiểu rất rõ nhưng lại khiến cơn phẫn nộ trong lòng hắn tràn dâng trào đó là chuyện của vợ chồng tôi người ngoài như cậu không nên xen vào tống dịch nhìn tử y nằm trên giường bệnh đôi mắt cô nhắm nghiền khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu hắn đã làm cái gì thế này tại sao cô bị bệnh mà lại không nói cho hắn biết tại sao cô cứ nhất định phải chống đối lại hắn mới chịu được nếu như cô ngoan ngoãn nghe lời hơn kết cục đã không phải như thế này rồi hồi lâu khi cảm giác đau nhói ở lồng ngực đã giảm đi không ít cô mờ mịt mở mắt bên cạnh là người đàn ông mà ngày hôm qua cô đã muốn từ bỏ bây giờ lại xuất hiện trước mặt cô em bị bệnh tim sao cô im lặng một lúc rất lâu sau mới gật đầu phải cô lạnh nhạt đáp lại hắn tại sao lại không nói cho tôi biết như vậy thì có thay đổi được gì sao chẳng phải chú rất bận sao tôi không muốn làm phiền chú không muốn bị nói là trơ trẽn lấy lòng thương hại từ chú em đây là đang trách tôi sao chuyện của em và tên bác sĩ đó tôi còn chưa trách em mà cô cười nhạt trong lòng có chút khổ sở không nói thành lời hắn vốn dĩ chưa từng tin cô bây giờ cho dù cô có moi tim mình ra cho hắn nhìn hắn cũng nhất quyết không chịu nhìn lấy một lần hắn chưa từng để cô vào trong mắt lấy một lần hắn chỉ giữ cô như để nhìn thấy người hắn yêu ở bên cạnh hắn mà thôi không có tình yêu không có chút lòng thương xót trái tim hắn chết rồi trái tim cô cũng chết theo cô chờ đợi rất lâu lâu đến nỗi cô cũng không còn nhớ nỗi yêu một người thì ra lại mệt mỏi đến như vậy vậy mà một chút hồi đáp cũng không có vậy thì cô còn giải thích có ý nghĩa gì nữa không cô đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ bên ngoài là một bầu trời xanh thẳm trái tim bất giác lạnh lẽo mùa đông qua đi rồi vậy mà cô vẫn không thể cảm động được trái tim lạnh lẽo của hắn đôi môi tái nhật của cô khẽ mấp máy tôi tự vấn lương tâm mình không hề làm chuyện gì hổ thẹn với chú cả tốt nhất là như vậy tử y em sống là người của tôi chết cũng là ma nhà tôi em nên nhớ cho kỹ điều ấy người bệnh tim có thể chết bất cứ lúc nào vui cũng chết buồn cũng chết chú sắp đạt được như ý nguyện rồi đó tống dịch chú có thấy vui chút nào không người bệnh tim có thể chết bất cứ lúc nào vui cũng chết buồn cũng chết chú sắp đạt được như ý nguyện rồi đó tống dịch chú có thấy vui chút nào không cô cuối cùng vẫn là nói ra trong lòng có chút khổ sở cảm giác trái tim yếu ớt đã chịu nhiều tổn thương thật sự sắp không thể chống đỡ nổi nếu như lúc này thần chết mang cô đi liệu những đau khổ trong tim mà cô phải chịu đựng có theo đó mà kết thúc hay không hắn hơi nhíu mày đứng dựa lưng vào thành cửa sổ ánh mắt cô nhìn xa xăm nhìn ra khung cửa sổ chẳng phải vẫn là đưa mắt nhìn hắn sao không ngờ cô lại biết nói lời châm chọc người khác nhưng hắn không vui hắn đưa mắt quan sát biểu hiện trên gương mặt cô sau đó lại nói em sẽ không chết tôi sẽ tìm người thay tim cho em giọng hắn lạnh nhạt vang lên lúc nãy hắn đã hỏi qua bác sĩ đương nhiên không phải là tên đàn ông trẻ tuổi lúc nãy viện trưởng nói cho hắn biết bệnh tim di truyền của cô không phải là không cứu được chỉ là có hơi nguy hiểm lúc này hắn mới biết thì ra ba cô đã lừa hắn đem một đứa trẻ bị bệnh tim bán cho hắn có phải là đã âm mưu từ trước rồi hay không lúc trước không có biểu hiện là vì cô không chịu đã kích hiện tại lại phát bệnh là vì tâm tình cô u quốc nặng nề, tim lại bắt đầu tái phát, bằng mọi giá phải cứu cho bằng được cô ấy. Bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, viện trưởng chỉ nhìn hắn, trong lòng đầy hỗn loạn, loại bệnh tim này, cho dù là có tìm được trái tim tương thích đi chăng nữa, làm phẫu thuật thì cơ hội rủi ro rất cao, không có gì là tuyệt đối cả. Tôi nghĩ ngài nên cân nhắc một chút. Nếu như chăm sóc tốt, phu nhân vẫn có thể sống thêm được hai năm nữa hắn nắm lấy cổ áo ông ta gằn giọng quát lớn ánh mắt hằng hiện lên những tia máu đỏ tươi các người không chữa được cho cô ấy thì tôi sẽ đưa cô ấy ra nước ngoài điều trị làm thủ tục xuất viện ngay cho cô ấy đi hắn đã mất đi bạch chi một lần rồi lúc đó hắn chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nhìn cô gái hắn yêu chết đi trước mặt hắn nhưng bây giờ thì khác tử y vẫn có khả năng cứu chữa hắn sẽ không để cho thần chết lại một lần nữa mang đi một người bên cạnh hắn nhưng hiện tại ngay lúc này đây cô lại nói với hắn cô muốn từ bỏ ánh mắt không còn chút hy vọng nào để làm gì chứ hay hay không chẳng phải cũng như nhau cả thôi sao một trái tim đã chết rồi có thay trái tim mới cũng chẳng có ích gì chẳng phải chú là người biết rõ điều đó hơn ai hết sao chi bằng để cô chết đi chấm dứt những đau khổ trong tim ngay lúc này đem mối tình đơn phương ấy chôn sâu trong tim cùng với cô đem chôn sâu dưới nấm mồ lạnh lẽo hắn mở gói thuốc lá ra muốn châm một điếu hút cho trấn tĩnh tinh thần bàn tay khẽ đưa điếu thuốc lên môi lần đầu tiên hắn hút thuốc không phải là vì nhớ đến cô ấy mà lại là vì cô lần đầu tiên hắn thấy cô khổ sở đến như vậy cô không trách móc hắn vô tâm cũng không oán thán tại sao hắn lại chưa từng yêu cô cô vẫn luôn như vậy bộ dạng ngoan ngoãn không tranh giành giống như một con búp bê không khóc không cười đến khiến cho người ta cảm thấy chán ghét đối với hắn Điều đó còn khó chịu hơn là nhìn thấy cô khóc lóc chất vấn hắn nữa. Tử Y đưa mắt nhìn hắn, trong mắt biểu lộ ra hàm ý gì đó, đôi môi cô khẽ mấp máy, "Chú, đây là phòng bệnh. Không được hút thuốc." Nghe lời cô nhắc nhở, hắn giật mình nhìn sang. Quả thật là có biển cấm hút thuốc bên cạnh, hắn lại đem điếu thuốc còn chưa cháy được phân nửa ném xuống đất, bàn chân tàn nhẫn dẫm lên vùi tắt nó, chậm chậm ngước lên nhìn cô, hắn im lặng. Một sự im lặng đến nghẹt thở cũng có lẽ là hắn thấy hối hận rồi đáng lẽ ra hắn không nên ép buộc cô mới phải không nên dùng những lời nói cay nghiệt đó để làm tổn thương cô mới phải nhìn thấy bộ dạng cô khổ sở hắn không biết cô có đang giả vờ để tranh thủ tình cảm với hắn hay không chỉ là nhìn thấy cô như vậy hắn cũng không cảm thấy dễ chịu gì thôi bỏ đi sao hắn lại đi chấp nhất với một người bệnh như cô chứ thật là phiền phức cô là người bị bệnh mà hắn không nên tính toán với cô mới phải Hắn còn đang suy nghĩ nên mở miệng nói gì với cô mới phải, đột nhiên điện thoại hắn vang lên, hắn bắt máy, giọng điệu đầy lạnh nhạt, "Có chuyện gì?" Đầu dây bên kia ấp úng, "Chủ tịch, là cô Hà." Cô Hà một mực nằng nặc đòi gặp ngài, "Chúng tôi không ngăn cản được, cô ấy bảo nếu như ngài không đến gặp cô ấy sẽ cắt cổ tay tự tử." Hiện tại cô ấy đã cắt vào rồi, máu chảy rất nhiều, âm thanh chói tai kia vừa hay lọt vào tai Tử Y, cô ngồi trên giường bệnh, nghe hết tất cả chỉ hơi cúi đầu, lồng ngược lại co rút, lại là vì Hà Nghiên Nhi, hắn đứng giữa hai người phụ nữ, nhưng người hắn nghiêng về nhiều nhất sẽ là ai đây? Và cuối cùng người hắn chọn sẽ là ai đây? Thêm một lần nữa cô lại phải nhìn hắn lựa chọn giữa cô hay là cô ta? Cô thấy đau lắm nhưng lại không thể bật khóc thành lời được, chi bằng để cô tự mình lựa chọn giúp hắn, chú còn chưa về đi. Không lẽ định đợi đến lúc nhặt xác người chú yêu hay sao? Tôi không yêu cô ta em không muốn nhìn thấy tôi đến như vậy sao, cô đây hiện tại là muốn đuổi hắn đi, cô miếm môi, cố giấu đi âm thanh nghẹn ngào sắp phát ra từ trong cổ họng. Toàn thân cô run lên vì kìm nén cơn đau trong lòng ngực, vậy thì tôi đối với chú là cái gì? Chú đang thương hại tôi sao, em cứ cho là như vậy đi, tôi không cần. Chú đi mà thương hại hà nghi nhi của chú đi. Một bông hoa không nên tôn thờ hai chủ, một con người không nên ấp ủ hai trái tim, chú không hiểu sao còn đơn ly hôn chú không ký cũng được vậy thì chú chờ mà ký giấy nhận xác của tôi đi hóa ra là em đang ghen sao sao em không thử cầu xin tôi đi biết đâu tôi sẽ động lòng thương xót mà khiến em được một lần sung sướng đến chết trên giường chẳng phải em muốn điều đó lắm mà không phải sao tôi không cần chú đi mà thương hại hà nghi nhi của chú đi một bông hoa không nên tôn thờ hai chủ một con người không nên ấp ủ hai trái tim chú không hiểu sao còn đơn ly hôn chú không ký cũng được vậy thì chú chờ mà ký giấy nhận xác của tôi đi hắn đi đến bên giường cúi xuống chăm chú nhìn cô ánh mắt giống như đang trêu đùa cô vậy sao em không thử cầu xin tôi đi biết đâu tôi sẽ động lòng thương xót mà khiến em được một lần sung sướng đến chết trên giường không chừng chẳng phải em muốn điều đó lắm mà không phải sao chát sau lời nói khiêu khích của hắn là tiếng đánh chát chúa vang lên hắn lấy tay sờ lên gương mặt bỗng rác vì vết tát từ đôi bàn tay cắm đầy ống truyền dịch, giọng cô vang lên đầy uất nghẹn, tống dịch, chú có còn là con người không vậy? Đó là lời mà một con người có thể nói ra hay sao? Ánh mắt cô đầy giận dữ nhìn về phía hắn, tại sao hắn lại nở đối xử với cô như vậy? Một người bị bệnh tim như cô mà hắn cũng không chịu buông tha hay sao? Hắn còn độc ác hơn cả loài lan sói. Hắn có thể lên giường với người mà mình không yêu nhưng mà xin lỗi, cô không thể. Bởi vì khi yêu một người là muốn trao cả trái tim lẫn thể xác cho người đó. Còn nếu như hắn đã không thích, vậy thì đừng nên miễn cưỡng bản thân mới phải. Cô không cần thân thể của hắn, cô cần trái tim hắn. Nhưng trái tim hắn đã chết rồi, hà cớ gì hắn lại còn đầy đọa trái tim cô. Cô ngồi trên giường. Tay ôm lấy ngực trái thở dốc, một chút kích thích từ hắn như vậy cô đã không chịu nổi, tim lại đập có chút nhanh. Cảm giác đau đớn bắt đầu xâm chiếm toàn bộ cơ thể, cô yêu hắn, không sai nhưng hắn không có quyền dựa vào điều đó để chà đạp lên tôn nghiêm của cô hắn nhíu mày đôi mắt hắn đen thăm thẳm nhìn mãi cũng không thấy đấy hắn thâm trầm cả đời người độc ác và thủ đoạn không ai bằng hắn cũng chưa từng thấy thương xót cho bất cứ ai nhưng hôm nay nhìn thấy bờ vai mỏng manh trơ trọi của cô nằm trên giường hắn lại không chịu nổi em tỏ vẻ như vậy là có ý gì em chê chính chồng mình sao em càng ngày càng to gan hơn rồi đó tôi không phải là đang hỏi ý kiến em tôi là đang thông báo cho em biết phải tôi sai rồi em nên ngoan ngoãn hơn mới phải một đứa trẻ bị người thân bán đi như em không có tư cách để ra điều kiện với tôi đâu tống dịch đời này tôi chỉ làm sai duy nhất một chuyện đó là yêu chú nhưng bây giờ tôi lại hối hận rồi ánh mắt hắn thoáng chốc hiện lên tia giận dữ bàn tay cuộn tròn thành hình nắm đấm cô rất giỏi giỏi nhất là chọc hắn tức điên lên đôi mắt tử y đã hoen đỏ đôi mắt ngập nước chỉ trực chờ là sẽ trào ra hết những quất nghẹn trong lòng hừ em cứ nằm ở đây mà suy nghĩ đi khi nào biết mình sai ở đâu thì cầu xin tôi sẽ tha thứ cho em hắn nói rồi hừ lạnh gương mặt hắn thu về lại vẻ lạnh tanh không chút khoan nhượng hắn phải nhanh chóng rời khỏi nơi này hắn không thể tiếp tục nhìn vào mắt cô hắn sợ trái tim mình dao động cô nhìn theo bóng dáng hắn rời đi người đàn ông này cô theo đuổi cả nửa đời cứ mãi chạy theo sau lưng hắn đến nỗi mình mẩy toàn là vết thương, cũng chưa từng đổi lấy được một lời kêu từ hắn. Bây giờ khi cô đã hạ quyết tâm muốn từ bỏ tất cả, rời xa thế giới này. Hắn lại nói với cô, hắn muốn cô phải sống, để làm gì chứ? Đối với cô, sống còn đau khổ hơn là chết rất nhiều. Cô không muốn sống khổ sở với những mảnh ký ức đã in sâu vào trong tâm hồn non dại này. Cô không muốn sống mà chịu dày vò còn đau khổ hơn là cái chết giống như hắn. Tống Dịch vừa rời khỏi bệnh viện liền lên xe đi đến nhà của Hà Nghiên Nhi. Hà Nghiên Nhi thấy Tống Dịch đến gặp mình thì vô cùng vui mừng, mặc kệ là cổ tay đang chảy máu cũng chạy đến ôm lấy hắn. Tống Dịch, em nhớ anh lắm. Sao mấy ngày nay anh không đến tìm em? Tống Dịch nhìn đến vết thương trên tay cô ta, trực tiếp lại gần kéo cô ngồi xuống, cẩn thận quan sát vết thương. Em điên rồi à? Sao lại cắt cổ tay? Chỉ cần anh đến gặp em, có chết cũng đáng hắn nhìn gương mặt xinh đẹp kia dáng vẻ cô ta khóc lóc đáng thương vì hắn lại khiến cho hắn không có cách nào làm ngơ được với cô ta dù sao thì anh cũng đã hứa với bạch chi rằng cả đời này sẽ chăm sóc cho hà nghiên nhi rồi đi để tôi sức thuốc cho em hà nghiên nhi nhìn khuôn mặt hắn hơi sấn tới vuốt ve gương mặt hắn ta mấy hôm nay anh đi đâu vậy tử y em ấy bị bệnh tôi phải vào bệnh viện chăm sóc em ấy nghe hắn nói đến đây Ánh mắt Hà Nghi Nhi thoáng hiện lên một tia địch ý, dựa vào cái gì mà con nhỏ đó lại được tống dịch chăm sóc, trong khi cô ta khổ sở thế này, hắn cũng chẳng mảy may quan tâm, nếu như Hà Nghi Nhi không dọa chết, có phải là hắn sẽ thực sự bỏ rơi cô ta luôn không? Sau khi sức thuốc xong, hắn đứng dậy toan rời đi nhưng Hà Nghi Nhi đã vội đứng dậy ôm lấy hắn từ đằng sau, còn tựa một bên gương mặt xinh đẹp vào bờ vai rộng của hắn, nũng nịu nói, tống dịch, ở lại với em đêm nay được không anh? giọng nói ngọt ngào quyến rũ như vậy chẳng có người đàn ông nào có thể từ chối được cả đêm đó nhân lúc bảo vệ không chú ý đến một nữ y tá đẩy cửa phòng bệnh của tử y bước vào cô ta lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt của tử y chỉ hận không thể dùng một dao để rạch nát nó tử y đáng lẽ ra tôi cũng không định làm như vậy với cô đâu tất cả đều là do hà nghiên nhi sai khiến quan có đầu nợ có chủ cô có chết oan ức thì cũng hãy đi tìm cô ta không liên quan gì đến tôi. Cô ta nhìn ống kim tiêm trên tay mình, ánh mắt cực kỳ thâm độc. Giọng nói của cô ta vừa dứt hẳn, ống tiêm được chuẩn bị sẵn đã được tiêm đầy vào ống truyền dịch của tử y. Xong xuôi hết mọi việc, cô ta nhanh chóng cầm hết tất cả dụng cụ, chuẩn bị rời khỏi đó. Trước khi đi còn không quên nhìn lại tử y đang nằm trên giường bệnh, tay chân bắt đầu co giật, xem ra thuốc đã bắt đầu ngấm. Lợi dụng sơ hở của bảo vệ ở đó, cô ta dễ dàng lẻn ra ngoài báo tin cho Hà Nghiên Nhi nhưng lúc tống dịch đang ngủ say, Hà Nghiên Nhi lặng lặng đứng dậy nhặt lấy chiếc khăn tống dịch quấn trên người hôm qua, đẩy cửa đi vào trong nhà vệ sinh. Cẩn trọng quan sát tống dịch đang nằm trên giường, sau đó mới lấy điện thoại ra gọi, sao rồi, đã tiêm thuốc cho cô ta chưa, tôi đã làm theo đúng như lời cô nói. Không dết, chỉ tiêm ma túy. Số tiền cô hứa cho tôi có phải cũng nên nhanh chóng chuyển qua không, tiền tôi sẽ cho cô, bây giờ cô lập tức rời khỏi thành phố này không được để bất kỳ ai biết được chúng ta từng có liên hệ, tôi và cô không hề quen biết, có nhớ chưa hả? Nhận tiền xong, chúng ta liền hết liên quan. Điện thoại vừa ngắt, trên môi cô ta liền nở ra một nụ cười hả hê. Thì ra nguyên cả tuần nay cô ta phái người tìm cách hãm hại Tử Y nhưng không thấy bóng dáng cô đâu, nhờ có tống dịch tiết lộ nên cô ta mới biết được hóa ra là Tử Y đang ở bệnh viện, thảo nào cô ta không thấy, nhưng không sao có trốn ở đâu thì cũng không thể thoát được khỏi lòng bàn tay của cô ta. Đã nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc, cô ta thuê người đi tìm một lượng ma túy cực lớn, đủ để khiến tử y sống không được, chết không xong, tử y đáng thương, tất cả là cô nợ tôi, cô đáng chết. Có trách thì nên trách cô yêu nhầm người rồi đi. Không có cô thì tống dịch sẽ vĩnh viễn là của tôi. Tống dịch, vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về một mình hà nghiên nhi tôi mà thôi, khóe môi cô ta nhếch lên một nụ cười tà ác. Tử y, tỉnh biệt, 15 phút sau, điện thoại tống dịch đổ chuông không ngừng. Tống dịch nheo mắt nhìn, ai lại đi gọi hắn làm phiền giờ này, nhưng dòng tin nhắn tiếp theo khiến hắn không cách nào bình tĩnh nổi nữa. Chủ tịch, thiếu phu nhân, em ấy biết sai chưa, dòng tin nhắn lạnh nhạt gửi đi. Hắn đang chờ đợi câu trả lời, nhưng điều hắn không ngờ nhất là thư ký trình bên kia lại báo, chủ tịch, phu nhân, vừa xảy ra chuyện rồi. Có người tiêm thuốc vào ống truyền dịch, tình trạng đang rất nguy kịch vừa mới chuyển vào trong phòng cấp cứu ngài phải mau đến bệnh viện ngay hắn bật người dậy toan đứng lên thì bị hà Nghi nhi ở bên cạnh ôm eo giữ lại cô ta biết rõ cuộc điện thoại kia là thông báo điều gì mà nhưng sao cô ta có thể để cho hắn đi cứu tử y được đêm hôm thế này anh định đi đâu tôi có việc gấp cô ta vơ lấy con dao bấm gần đó kề sát vào mặt nếu như anh dám đi có tin em rạch nát khuôn mặt này ra luôn không tống dịch anh đã hứa với chị em thế nào, anh không được phép bỏ rơi em. Phải, hắn đã từng hứa với cô ấy như thế nhưng bây giờ một bên là tử y đang nguy kịch, một bên là Hà Nghiên Nhi một lòng muốn chết. Vậy người cuối cùng mà hắn chọn sẽ là ai đây? Lưỡi dao càng chỉ sâu vào da thịt non mềm, rất nhanh đã cắt một đường trên mặt. Tống dịch hốt hoảng vội chạy tới, hất bay con dao, ôm cô ta vào lòng. Được rồi, tôi không đi nữa. Em đừng làm chuyện dại dột cô ta dùng vài giọt nước mắt để lấy lòng thương hại từ hắn bởi vì cô ta biết hắn yêu gương mặt này biết bao sao có thể để nó chịu tổn hại được chứ chỉ cần hắn không đến không ai có thể cứu được tử y chỉ cần tử y biến mất trên đời này người có gương mặt giống bạch chi cũng sẽ chỉ có mình cô ta mà thôi tống dịch cũng sẽ chỉ thuộc về một mình cô ta mà thôi không đợi hắn kịp suy nghĩ màn hình chiếc điện thoại lại sáng lên một dòng tin nhắn nữa lại truyền tới chủ tịch không cần tới nữa thiếu phu nhân đã ngừng thở rồi chủ tịch không cần tới nữa thiếu phu nhân đã ngừng thở rồi dòng tin nhắn cuối cùng ấy được gửi đi tuyệt vọng và đầy xót xa cuối cùng hắn cũng không thể đợi được câu em sai rồi từ miệng cô đời này tự y chỉ làm sai duy nhất một chuyện đó là cố chấp yêu hắn yêu đến tâm tàn liệt phế muốn moi tim mình ra cho hắn nhìn thử một lần kết quả trong ngày đêm tân hôn cô hằng mong chờ lại bị hắn coi như trò đùa của thế gian cô cứ ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần bản thân đủ kiên nhẫn đủ yêu thương rồi đến một ngày cũng sẽ lay chuyển được trái tim sắt đá của hắn thế nhưng cô sai rồi tất cả những chuyện mà hắn làm đối với cô chỉ khiến cho cô từng bước từng bước rơi vào hố sâu tuyệt vọng không biết khi nhìn thấy dòng tin nhắn cuối cùng đó hắn có thấy đau đớn chút nào bằng những tổn thương hắn đã gây ra cho cô không nếu như yêu một người không có gì là sai vậy thì yêu hắn cô có sai không mấy khi trái tim chịu nghe lời lý trí đau đớn đến tận cùng vẫn cố chấp không buông chỉ là hắn không xứng để có được tình yêu đơn thuần ấy của cô mà thôi người như hắn quả thật không xứng tống dịch nhận điện thoại xong liền ngay lập tức lái xe đến bệnh viện hà nghiên nhi cũng nằng nặc đòi đi theo tống dịch cũng không còn cách nào khác nên đành đưa cô ta theo hắn vừa chạy đến cửa phòng cấp cứu bóng dáng tống phu nhân thấp thoáng mệt mỏi đứng dựa lưng vào tường nét mặt u buồn, nhìn thấy hắn, tấm thân già của bà liền lao đến, chát, một cái tác như trời giáng xuống gương mặt thân quen của thằng con trai. Giọng người phụ nữ rít lên, tống dịch, mày không phải là con người, bà nắm lấy cổ áo hắn, đôi mắt đỏ hoe, cũng không sao giải tỏa được sự phẫn nộ trong lòng, đêm qua, lúc con bé ở trong phòng cấp cứu, mày đang ở đâu? Có phải là ở bên cạnh con hồ ly tinh này không? Mẹ, tử y, sao rồi? mày không có tư cách hỏi đến con bé tại sao vậy tống dịch tao dạy mày làm người như thế đó hả là ai đã nhất quyết nhận con bé vào tống gia là ai không hề phản đối mối hôn sự này tao có ép mày đối xử với con bé như thế này không trước tất cả lời chất vấn của mẹ hắn hắn chỉ lạnh nhạt mở miệng nhưng con cũng chưa từng đồng ý cuộc hôn nhân này tống phu nhân nghe những lời này từ chính miệng con trai bà khiến bà như chết sững được tất cả là tại tao sai Tao sai vì đã hủy hoại tình yêu đời này của mày, khiến mày trở thành một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tại sao mày không trừng phạt tao, con bé nó có tội tình gì chứ? Con bé đang bị bệnh tim mà mày không ở lại chăm sóc, lại còn nhẫn tâm trong lúc vợ mày thập tử nhất sinh đi ân ái cùng loại đàn bà này. Bà nhìn sang chỗ của Hà Nghiên Nhi, cô ta sợ hãi mà đứng nét mình sau lưng tống dịch, là tử y đuổi con về. Cô ấy không muốn nhìn thấy con nghiên nhi không có lỗi gì trong chuyện này cả gặp tao tao cũng không muốn nhìn thấy mặt mày nữa là con bé cả người tống phu nhân run lên bà biết tử y đáng thương nhường nào mà bà thấy có lỗi với cô biết bao cô ngoan ngoãn hiền lành nếu như không phải vì bà bắt ép tống dịch đã không phải lấy tử y bà cứ tưởng rằng lấy con bé về thằng con trai của bà sẽ quên đi chuyện cũ nhưng mà bà đã sai rồi một kẻ không có trái tim như tống dịch đặt ở bên cạnh tử y chẳng khác nào một quả bom nổ chậm cuối cùng điều mà bà lo sợ nhất cuối cùng cũng đã đến cuối cùng mẹ hắn cũng đã nhìn rõ con người của hắn tống dịch đã hết thuốc chữa rồi hắn là một kẻ điên cho dù bà có giúp hắn hắn cũng không thể nào cứu được nữa còn hại luôn cả một mạng người vô tội người đáng chết đêm qua phải là hắn mới đúng hai hàng nước mắt bà tuôn rơi là bà khóc cho tử y cũng là khóc cho sự ân hận muộn màng của bà bà phất tay thư ký trình cũng lập tức hiểu ý cầm tới một xấp giấy tờ đưa cho tống dịch bà chưa bao giờ dạy hắn trở thành một kẻ bạc tình cả giữa con người với con người cũng không đến mức vô tình như hắn nếu như hắn đã cảm thấy cuộc hôn nhân này mệt mỏi như vậy thì kết thúc tất cả ở đây đi nếu như đã cảm thấy dày vào nhau như vậy thì mau ký đơn ly hôn đi giải thoát cho con bé duyên phận giữa hai đứa là sai lầm vậy thì cũng nên kết thúc ở đây thôi tử y ta sẽ đem đi để cho người đàn ông xứng đáng hơn tống dịch nghe đến đây đường chân mày giãn ra hắn cầm lấy tờ đơn ly hôn trên tay thoáng có chút khựng lại trái tim lạnh băng của hắn cuối cùng cũng cảm nhận được một chút gì đó mất mát nhưng còn kịp sao không con không ký con không ly hôn cô ấy sống là người của con chết cũng làm ma nhà họ tống tống phu nhân lại càng tức giận còn chưa để hắn kịp nói hết câu đã lại tác cho hắn thêm một cái. Nếu như có thể tác cho hắn tỉnh ra, bà còn muốn tác cho hắn thêm vài cái nữa. Chứ lòng ngực bà cũng đang sôi máu, tống dịch, mày điên rồi. Coi như bà già này cầu xin mày, giải thoát cho con bé đi tống dịch. Nếu như không phải vì mày, con bé có đến nông nổi này hay không? Mày không có trái tim, mày không biết đau. Nhưng người khác có trái tim, con bé cũng biết đau mà tống dịch, mày không có trái tim, Mày không biết đau. Nhưng mà người khác có trái tim, con bé cũng biết đau mà tống dịch, mẹ nói đi, có phải là tử y chưa chết có đúng không? Em ấy đang nằm ở đâu, mẹ mau nói đi, mày tỉnh táo lại đi. Mày phát điên cái gì chứ? Mày có yêu con bé chút nào đâu mà lúc này mày lại còn muốn đi tìm con bé, phải, hắn không yêu cô kia mà. Vậy thì ngay lúc này đây tại sao hắn lại tức giận, tại sao hắn lại thấy bản thân khó chịu đến cùng cực? giống như là ai đó đã mang đi một thứ quý giá nhất của hắn nếu như bạch chi là trái tim của hắn vậy thì tử y là gì đây là gì mà chỉ một cuộc gọi liền khiến hắn lo lắng quay về đây là gì mà khiến hắn ngay lúc này đây tự vấn lương tâm của mình chẳng lẽ hắn đã sai rồi sao hắn đã sai từ đâu tại sao ai cũng nói là hắn sai rõ ràng trước những lời chất vấn của mẹ hắn hắn không có lý do nào để phản biện mẹ hắn nói không sai Hắn là một kẻ điên bị mắc kẹt trong cái thứ gọi là tình yêu giữa hiện tại và quá khứ. Hắn không được hạnh phúc nên hắn muốn ai cũng bất hạnh giống như hắn. Nhưng mà cô có tội tình gì kia chứ? Hắn đem những đau khổ của bản thân mình đầy đọa lên trái tim nhỏ bé của cô. Nhưng ngay giây phút này đây, trong thâm tâm hắn lại không hề muốn đánh mất cô. Cô ấy chưa chết thì con sẽ không bao giờ ký đơn ly hôn. Không bao giờ, hắn đã mất đi Bạch Chi một lần rồi hắn không muốn mất đi luôn cả tử y, hắn sợ cảm giác mất mát đó. Hắn sợ cảm giác bị bỏ rơi, hắn sợ phải một mình đối diện với sự cô độc không lối thoát, đêm qua là hắn sai rồi. Hắn không nên bắt ép cô mới phải, không nên chấp nhất với người bị bệnh như cô mới phải, bây giờ phút chốc hắn mới cảm thấy lòng ngực căng tức. Một kẻ tưởng chừng như không biết yêu là gì như hắn lại thấy tim mình đau nhói, một kẻ không biết yêu là gì như hắn lại thấy đau lòng vì cô nghe có nực cười không kia chứ, hắn đúng là một kẻ điên mà, miệng hắn không ngừng lẩm bẩm, tử y cả đời này chỉ có thể ở bên cạnh con, muốn con bé ở bên cạnh mà đêm qua mày bỏ mặt con bé một mình trong bệnh viện. Muốn con bé ở bên cạnh mà lúc con còn bé đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết mày lại đi chọn ở cùng con hồ ly tinh này. Con hồ ly tinh này nó cũng giống y như chị của nó, cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, chuyện này không liên quan gì đến Hà Nghiên Nhi cả. Mẹ đừng lôi cả người đã chết vào đây. Con tấm mẹ bôi nhọ cô ấy đấy, tống phu nhân chỉ thở dài lắc đầu, nếu như cô ta tốt đẹp thì đâu có quyến rũ đàn ông đã có vợ. Nếu như cô ta tốt đẹp thì đâu có nhân lúc tử y sắp chết mà nhất quyết giữ mày ở lại. Mày có biết tại vì mày mà con bé bị người ta tiêm ma túy liều cao đến suýt mất mạng không hả? Tử y là một cô gái tốt, rồi sẽ có một ngày con sẽ phải hối hận muộn màng vì đã để lỡ mất con bé. Tống dịch nghe những lời này từ miệng mẹ hắn. Một kẻ thông minh như hắn liền thầm đoán được tử y chắc chắn vẫn chưa chết, trái tim hắn đã vơi bớt lạnh lẽo, hắn lại càng điên cuồng. Hắn bỏ mặt Hà Nghiên Nhi đứng đó, đẩy vệ sĩ đang theo lệnh của Tống Phu Nhân ngăn cản hắn. Nhưng bà có thể ngăn cản sự điên cuồng của hắn sao? Dĩ nhiên là không, hắn lần lượt hạ hết tất cả vệ sĩ đang chắn đường. Hắn điên cuồng lao đi tìm kiếm bóng dáng cô, Kết quả dừng lại ngay trước một căn phòng đang được vệ sĩ bảo vệ nghiêm ngặt. Nhìn từ bên ngoài cửa kính vào, Tử Y đang nằm trên giường hơi thở yếu ớt, trên tay cắm đầy ống truyền dịch. Bên cạnh là Cố Thành, anh đã một đêm thức trắng không chợp mắt chút nào ở bên cạnh chăm sóc cho cô, sợ cô sẽ lại lên cơn. Anh yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp khi đang ngủ của Tử Y, có lẽ cô đã có một đêm đầy đau đớn. Đêm qua, khi nghe tin cô nguy kịch, Cố Thành tưởng chừng như tim anh bị ai đó bóp nát từng nhát từng nhát như sát muối vào trái tim. Lúc nghe trưởng khoa báo cô đã ngừng thở, anh đã ngã quỵ xuống. Anh đã quỳ xuống cầu xin hãy làm sốc điện cho cô, vì phương pháp này rất nguy hiểm nên về cơ bản phải có người nhà ký giấy đảm bảo thì mới tiến hành được, nhưng đợi mãi cũng không thấy tống dịch đến, cố thành đành phải quỳ xuống lấy danh dự mình ra chịu trách nhiệm giúp cô có cơ hội được một lần giành lấy mạng sống. Có lẽ ông trời cũng đã nghe thấy được lời cầu xin thành khẩn của anh cuối cùng mạch của tử y cũng đã đập trở lại tử y nằm trên giường khuôn mặt cô nhăn lại hơi thở nặng nề hồi lâu cô giống như đã mơ màng mở mắt cổ họng khô khốc cố thành ngay lập tức đã đỡ cô ngồi dậy rót một cốc nước đưa cho cô tử y mình xin lỗi lúc cậu đau nhất mình lại chẳng thể làm gì được mình cảm thấy rất vô dụng cô hiện tại toàn thân đều cảm thấy vô lực không có điểm dừng chỉ khẽ lắc đầu yếu ớt nói không sao đó không phải là lỗi của cậu. Cố Thành, đáng lẽ ra cậu đừng nên cứu mình mới phải. Sao lại không để mình chết đêm hôm qua luôn chứ, nhưng mà tử y, mình không đành lòng. Hắn ta không biết trân trọng cậu vậy thì vẫn còn người khác biết trân trọng cậu. Cậu đừng nên tự đầy đọa mình như vậy, cánh tay cắm đầy ống truyền dịch của tử y vương lên nắm lấy chiếc áo blue trắng của Cố Thành. Trái tim lại nức nở, cô gục đầu trong lòng Cố Thành, giống như là đang nắm lấy một chút điểm tựa nhỏ nhoi trong cuộc đời đầy đau khổ này vậy. Các người đang làm cái gì vậy hả? Tiếng nước nở của cô bị tiếng hét lớn cắt ngang, cô quay lại, phát hiện thế mà lại là tống dịch với ánh mắt vô cùng lạnh lẽo đứng ở cửa nhìn cô. Hắn nhìn chầm chầm vào hai thân thể đang ngồi trên giường, khuôn mặt tối sầm lại, hắn lập tức thấy bản thân bây giờ rất nực cười, vậy mà mới nãy hắn vẫn còn động lòng thương xót cho cô. Bây giờ cô lại chủ động lao vào vòng tay người đàn ông khác khung cảnh ba người đang cực kỳ khó xử cô liền quay sang mỉm cười nói với cố thành cậu ra ngoài trước đi mình có chuyện muốn nói với chú ấy nhưng mà ánh mắt cố thành hơi e ngại nhưng cô đã vội lên tiếng trấn an không sao đâu mình sẽ không bị kích động đến chết được đâu cố thành nhìn cô cảm thấy không thể ngăn cản nổi sự cố chấp này của cô chỉ đành gật đầu nhẹ lặng lẽ rời đi lúc này cô mới quay sang nhìn tống dịch một tay ôm lấy ngực ánh mắt vô cùng lạnh lẽo chú đến đây làm gì đến xem tôi đã chết hay chưa sao rất tiếc đêm qua thần chết lại từ chối đem tôi đi nhìn thấy tôi chưa chết chắc chú thấy thất vọng lắm nhỉ cô buông lời nhưng hàm ý đều là lời mỉa mai cô bây giờ còn sợ gì mà không dám nói thẳng với hắn hắn chưa từng động lòng thương xót cho cô kia mà thế thì cô sống hay chết cũng chẳng liên quan gì đến hắn tống dịch còn chưa kịp mở miệng một bàn tay trắng nõn đã nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay hắn đôi môi đỏ mọng nở ra một nụ cười châm chọc dịch anh chạy nhanh như vậy làm gì hại em tìm mãi mới thấy tử y nhìn hà nghiên nhi trước mặt trong lòng liền trào dâng cảm giác chán ghét ánh mắt đầy chất vấn cô ta tới đây làm gì hai người lén lút ân ái với nhau còn chưa đủ sao bây giờ không thể chờ được mà đến đây ân ái cho tôi xem hà nghiên nhi nghiến răng một cái cố nén cơn giận trong lòng liều ma túy nồng độ cao kia vậy mà không thể giết được con nhỏ này để nó còn ở đây huênh hoang như thế trước mặt ả à. nhưng tống dịch đang đứng bên cạnh cô ta chỉ có thể cố rặn ra một nụ cười giả tạo em nói gì vậy chị nghe nói em bị bệnh nên vào đây thăm em mà cô làm gì thì tự mình cô rõ nhưng cô nên nhớ quả báo nhãn lòng cẩn thận bị trời tru đất diệt đấy lúc này tống dịch cũng không thể nhẫn nhịn nữa mà lên tiếng tử y em đừng có mà quá đáng nghiên nhi đã làm gì với em chứ đêm qua cô ấy bị thương anh chỉ là đến chăm sóc cho cô ấy nên không thể tới kịp chăm sóc chăm sóc rồi lên giường ngủ với nhau luôn đúng không tử y em đừng có mà quá đáng nghiên nhi đã làm gì với em chứ đêm qua cô ấy bị thương anh chỉ là đến chăm sóc cho cô ấy nên không thể tới kịp chăm sóc chăm sóc rồi lên giường ngủ với nhau luôn đúng không tử y chỉ cười nhạt hắn tưởng cô không biết sao chẳng qua chỉ là cô không muốn nói ra mà thôi nhưng hôm nay cô lại không e ngại mà vạch trần mối quan hệ sau lưng hắn hắn là chồng cô nhưng lại qua lại với em gái người yêu cũ đó là đạo làm chồng mẫu mực sao hắn tưởng mọi người đều bị mù giống như hắn sao cô còn sợ gì nữa chứ đến ngay cả cái chết cô còn không sợ thì sao lại sợ hắn hôm qua cố thành có thể cứu cô khỏi tay thần chết không có nghĩa là ngày mai cũng như thế cô bây giờ đã giống như ngọn đèn dầu trước gió có cố cách mấy cũng chỉ giữ lại được chút hơi tàn cô muốn dùng những năm tháng cuối đời này để làm những chuyện mình muốn làm trả hết ân nghĩa cho những người mình đã mang nợ cuộc đời cô từ khi sinh ra đến bây giờ đều là một tấn bi kịch nhưng lúc nãy nghe thấy những lời nói của cố thành cô lại có chút không đành lòng hắn nghe những lời lẽ sắc bén đó của cô toan tiến lại gần xem cô như thế nào nhưng đã bị tử y thẳng tay hất ra tôi nói đúng quá nên chú không còn gì để nói sao nếu như hai người không còn gì để nói thì cút đi biến cho khuất mắt tôi, tử y quay mặt đi. Hiện tại cô không muốn nhìn thấy nhất chính là người đàn ông này, hắn quay sang đẩy tô vận nhi ra, nhàn nhạt nói, nghi nhi, về đi, không, em không về. Tử y, tôi muốn thăm cô, cô đừng đuổi tôi đi, tử y nhìn hai con người đẩy qua đẩy lại mà thấy buồn nôn thật chứ. Cô nói tiếng người mà hai người bọn họ không hiểu sao, tôi bảo cả hai người cút khỏi đây. Tôi không muốn nhìn thấy ai hết. Vệ sĩ đâu, lôi cổ bọn họ ra khỏi phòng ngay cho tôi. Tử y hét lên, bàn tay ôm lấy ngực, mặt nhăn nhúm lại, trái tim trong lòng ngực lại đau rồi, đầu óc cũng rất đau. Vệ sĩ của Tống Phu Nhân nghe tiếng cô hét liền đi vào trong cưỡng chế lôi Hà nghiêng Nhi ra. Về phần Tống Dịch, vệ sĩ chỉ có thể đành mời hắn ta ra. Nếu như hắn nhất quyết không đi ra vậy thì bọn họ chỉ có cưỡng chế hắn. Tử y bắt đầu ôm đầu la hét, tay chân không ngừng vật lộn trên giường, cô đau đớn đến mức cắn môi đến chảy cả máu. Cô gào thét đầy đau đớn, toàn thân co rút, các người đã làm gì mà cô ấy kích động đến mức độ này? Cố Thành vội ngay lập tức chạy vào bên trong, đẩy bọn họ sang một bên, lao đến ôm lấy cô vào lòng, ra ngoài, tất cả ra ngoài. Tử Y lúc này đã bị cơn nghiện làm cho đánh mất lý trí, cô cắn mạnh lên bả vai Cố Thành đến chảy cả máu, thấm qua lớp áo blue trắng hiện ra ngoài, mồ hôi trên trán không ngừng rịn ra, ướt cả một khoảng giường. Tử Y ngoan, không sao. Đau thì cứ cắn tôi đừng chịu đựng một mình, cố thành, tôi khó chịu quá. Tôi không chịu nổi, cậu xích tôi vào thành giường đi được không, tử y khóc lóc van xin anh. Cô không chịu nổi nữa, thà cô chết đi còn hơn. Đôi đồng tử màu đen thẫm của anh co lại, có trời mới biết lúc này đây, cô đau một thì anh đau tận mười. Làm sao anh có thể nhẫn tâm xích cô lại được, tim anh như bị ai đó đâm vào, xé toạc thành từng mảnh, máu chảy đầm đìa anh cắn môi thoáng một chút hối hận vì đêm hôm qua đã cứu cô đối với cô chết mới là một sự giải thoát thỏa đáng nhất không phải là sống không bằng chết giống như vậy phải chi bây giờ anh có thể thay cô chịu đựng nỗi đau này một phần thôi cũng được là kẻ độc ác nào lại nhẫn tâm làm điều cầm thú này với một người bị bệnh tim kia chứ cố thành rút ra một mũi an thần nhanh chóng tiêm vào cho cô lúc này đây nó là thứ duy nhất anh có thể cho cô anh vẫn vỗ về vào lưng cô cho đến khi thuốc ngấm và cô dần chìm vào giấc ngủ cố thành vẫn ngồi bên giường bệnh nhìn cô vết thương trên vai cũng không sao so được với nỗi đau mà tử y đang phải gánh chịu anh nắm lấy tay cô lòng bàn tay đã lạnh toát anh xoa lên nó muốn dùng trái tim ấm áp của mình để xoa dịu nỗi đau của cô nhưng anh biết người có thể xoa dịu cho cô thực sự không phải là anh tống dịch bị đẩy ra ngoài lại bị mẹ hắn tát cho một cái Hắn đáng lý ra phải thấy đau mới phải nhưng lúc nãy nhìn cô đau đớn như vậy hắn lại thấy xót xa vô cùng. Hắn thấy hối hận vì đã nói những lời cay nghiệt như vậy với cô. Đáng lý ra hắn phải thấy vui mới phải nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy mất mát. Phải chăng là hắn đã quá tham lam? Hắn ích kỷ chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mình. Cô bé gái năm nào chạy lẻo đẻo sau lưng bây giờ đã bị hắn biến thành cái bộ dạng gì thế này? Tống dịch nhìn Hà nghiêng Nhi, trong mắt chỉ toàn là chán ghét hắn lạnh lùng đút tay vào túi lạnh giọng ra lệnh nghiêng nhi cô về đi sau này đừng bao giờ đến tìm tôi nữa hà nghiêng nhi nghe vậy vội hốt hoảng nắm lấy tay hắn rối rít van xin dịch anh không được đối xử với em như vậy anh đã hứa với chị em sẽ chăm sóc cho em mà tôi bảo là cô về đi tôi hứa chăm sóc cho cô thì tôi sẽ thuê bảo mẫu cho cô từ giờ tôi sẽ không còn liên quan gì đến cô nữa lời hứa với chị cô những năm qua tôi đã trả hết rồi Tống dịch vất tay, Hà Nghi Nghi liền bị vệ sĩ lôi ra khỏi bệnh viện Đích thân đưa cô ta về tận nhà Tống dịch đã từng nói, hắn là một kẻ độc ác và nhẫn tâm hơn cô ta nghĩ rất nhiều Chọc phải một kẻ điên như hắn, thực sự không biết mồ chôn của mình là ngày nào Thư ký trình nhìn thấy thái độ của Tống dịch trong lòng thầm quan sát Cậu cũng hy vọng vị chủ tịch tàn khốc kia có thể tỉnh ngộ, nhưng mà còn kịp không? khi mà lòng tin của Tử Y dành cho hắn đã cạn rồi, lúc này Tống Dịch đi đến chỗ lễ tân của bệnh viện, nhàn nhạt nói: "Tôi muốn làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân phòng số 24, tại sao anh lại mang cô ấy đi?" "Anh có biết bệnh tình của cô ấy không thể tùy tiện xuất viện không?" Câu nói của hắn bị Cố Thành cắt ngang, "Liên quan gì đến cậu?" "Cô ấy là vợ tôi, tôi sẽ tìm mọi cách để cứu cô ấy. Tôi có thể cho ấy tất cả những thứ mà cô ấy muốn." Cố Thành lao đến ngay lúc này đây anh không thể tiếp tục làm ngơ được nữa một mạng người rất quý giá càng huống hồ chi đó lại là mạng của người con gái anh yêu anh đấm mạnh vào mặt tống dịch mấy cái đến nỗi miệng hắn rỉ máu cũng chưa xả được cơn tức trong lòng tống dịch cũng không vừa lại đánh trả anh hai cái cuối cùng không ai chịu nhường ai cho đến khi bác sĩ ở đó lên tiếng các người dừng lại chưa trong bệnh viện không được phép đánh nhau lúc này hai người mới chịu buông ra cố thành lau lau vết máu bị rỉ trên miệng tất cả những đau khổ của cô ấy bây giờ đều do anh mang lại anh có biết không tôi sẽ bù đắp cho cô ấy tôi sẽ cho cô ấy tất cả những thứ mà cô ấy muốn vậy thì anh có biết thứ mà cô ấy thực sự muốn là gì không hắn nhìn cố thành ánh bắt đầy giận dữ bàn tay siết chặt túm lấy cổ áo cố thành hắn không cần biết tên đàn ông này có quan hệ gì với cô nhưng tên đàn ông trẻ tuổi này thật sự đang chê mạng sống mình quá dài chuyện của hắn không đến lượt người khác quản liên quan gì đến cậu tránh xa vợ người khác ra ha vợ ư vậy anh có bao giờ thực lòng xem cô ấy là vợ mình chưa tôi nghĩ nếu như anh muốn cứu cô ấy chi bằng học cách làm một người chồng tốt đi thì hơn nếu như anh không làm được vậy thì tôi cũng không ngần ngại mà thay anh làm đâu cô ấy đâu rồi hắn vừa về đến nhà liền lên tiếng hỏi cô người làm trong nhà vừa nhìn thấy hắn bất giác hoảng sợ gương mặt tái xanh vội vàng lắc đầu thiếu phu nhân vẫn ở một mình trong phòng không chịu ăn gì cả cũng không chịu mở miệng nói chuyện từ lúc hắn lạnh lùng mang cô từ bệnh viện về cô vẫn như vậy suốt ngày nằm dài trên giường cắn răng chịu đựng cơn đau từ cơn thèm thuốc truyền đến từng mạch máu đau đến tận cùng của sự sống nước mắt cô chảy dài trên gối hàng đêm là vì cơn đau đang gặm nhấm da thịt hay là vì nỗi đau muốn được giải thoát trong tim nhưng không được cô càng muốn chạy thoát khỏi vòng tay hắn thì hắn lại giống như ác ma cứ không ngừng vây hãm cuộc đời cô cuộc đời cô bị vây hãm trong căn biệt thự hoa lệ này đến những ngày tháng cuối đời mà hắn cũng nhất quyết phải trói buộc cô ở nơi đây sao nửa khuya khi cô lần nữa trở người cơn đau từ lồng ngực truyền đến khiến cô không tài nào ngủ nổi hành lang chạy dài đầy lạnh lẽo những chiếc bóng đèn chập chờn chiếu chút tia sáng lờ mờ soi rọi đường đi hắn mở cửa đi đến bên đầu giường âm thầm ngắm nhìn cô bàn tay hắn khẽ lướt qua vuốt ve trên gương mặt xinh đẹp gương mặt xanh xao không chút hơi thở ánh mắt hắn thâm trầm nhìn cô ngay lúc này đây hắn rất muốn hút một điếu thuốc hắn muốn suy nghĩ điều gì đó nhưng nhìn tới tình trạng của cô có lẽ vẫn là nên thôi đi thì hơn dường như tử y cũng cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo cùng mùi khói thuốc vương trên cổ tay hắn cô giật mình nhìn thấy bóng đèn lờ mờ trước mặt vội hoảng loạn ép mình vào góc tường tấm lưng gầy mỏng manh dựa sát vào bức tường hoa lệ giống như đang muốn chạy trốn khỏi điều gì đó là ai ánh sáng từ chiếc đèn ngủ chiếu vào hơi sáng lờ mờ nhưng vẫn có thể nhìn rõ được người trước mặt chính là chồng cô tống dịch cô cũng không ngạc nhiên chỉ là đêm nay cô cũng không hiểu sao hắn lại có mặt ở đây thôi tại sao chú lại ở đây tôi không muốn nhìn thấy chú cô không nhìn hắn rất lâu sau cũng không nhìn đến hắn dường như bóng dáng đó không tồn tại trước mắt cô cô ghét bỏ đến mức nghe thấy giọng nói của hắn thôi cũng khiến cho lồng ngực cô đau nhói đến không thở được hai bàn tay hắn cuộn tròn lại vẻ mặt giống như đang kìm nén lại sự tức giận trong người cuối cùng chỉ còn lại sự xa lạ không nói thành lời giống như thứ hắn mang về chỉ là thân thể cô nhưng chẳng thể mang được trái tim của cô quay về bây giờ cô chỉ là một cái xác không hồn rất lâu sau cuối cùng hắn cũng mở miệng lên tiếng tử y đừng có gọi tên tôi Tên tôi phát ra từ miệng của chú nghe lại thật dơ bẩn biết bao, dường như cô cảm thấy lòng ngực lại đau không chịu được, cô muốn uống thuốc. Ly nước để trên bàn, cô muốn vương người để lấy, đôi bàn tay yếu ớt vương ra. Hắn lại nhanh tay hơn giật lấy ly nước trong tay cô, em không ăn gì mà định uống thuốc luôn sao? Em định dày vào bản thân như thế nào mới chịu dừng lại đây? Tôi đem em về đây để giúp em chữa bệnh, không phải là để em chết, tôi đâu cần chú cứu tôi chứ tôi muốn chết cô gằn từng chữ một giọng nói uất nghẹn đến tận cùng chỉ là muốn bộc lộ rõ suy nghĩ của bản thân lúc này giọng nói yếu ớt nhưng lại rành mạch từng chữ một bên tai hắn cô nói cô muốn chết cô không cần sự thương hại của hắn tôi đã từng muốn sống một cuộc đời tươi đẹp nhưng bây giờ tôi mới nhận ra từ lúc tôi gặp chú từ lúc tôi đến sống với chú trong dáng vẻ của cô ấy tôi đã biết cuộc đời hạnh phúc chẳng qua chỉ là tôi tự lừa gạt chính mình mà thôi bởi vì chú nên tôi không còn muốn sống nữa. Việc điều trị hay ghép tim gì đó tôi cũng sẽ từ bỏ, cô nói cô muốn từ bỏ, nằm chờ đợi thần chết đến đem cô đi. Nghe thì có vẻ điên rồ thật nhưng có lẽ đây là lần duy nhất cô được tự do quyết định cuộc đời mình trong suốt 19 năm qua, cũng là quyết định dũng cảm nhất của cô từ trước đến giờ. Hắn nhìn vào đôi mắt ương ngạnh của cô, vốn dĩ trái tim đã buông xuống lại bị những lời nói của cô vạch trần không chút thương tiếc thì ra cô ở bên cạnh hắn lại đau khổ như vậy cô lại chỉ muốn rời xa hắn trái tim cô không cần thay à bệnh của cô không cần chữa nữa à bảo hắn đứng nhìn cô chết đi hay sao hắn không làm được cảm giác mất mát trong tim hắn đã quá nhiều từng nhịp đập trong lồng ngực đã lâu rồi chưa từng được đau đớn như vậy cảm giác đó thật sự rất khó chịu khiến cho một kẻ đã quên mất cách yêu như hắn phút chốc thật sự muốn moi tim mình ra xem rốt cuộc là hắn đang nghĩ cái gì hắn thương hại cho cô sao? Hay là hắn đã yêu cô rồi, nhưng quan trọng sao? Hình như hắn đã nhận ra quá muộn rồi, em nghĩ tôi có thể bỏ mặt em chết sao? Tôi sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Cho dù có phải trả bằng cái giá nào, tại sao vậy tống dịch? Tại sao chú vẫn không chịu buông tha tôi vậy? Khi cô hỏi hắn câu này, giọng của cô đã lạc đi, sống mũi có chút cay cay. Có lẽ là vì sợ mình sẽ khóc trước mặt hắn, cũng có lẽ là sợ bản thân không chịu nổi mà phát bệnh hắn biết bệnh của cô không được phép kích động vậy mà hắn còn năm lần bảy lượt xuất hiện trước mặt cô khiến cho trái tim ốm yếu của cô lại chịu đã kích hắn nói hắn muốn cứu cô nhưng hắn lại không biết chính hắn mới là người đang giết chết cô chuyện thay tim gì đó cô không cần nữa thật sự không cần nữa trái tim này cô cũng không cần nữa cuộc đời này cô cũng không còn hy vọng gì nữa hắn dường như lại cố tình không nghe thấy những lời cô nói cầm lấy chiếc bánh ngọt ở đầu giường đưa cho cô em ăn đi sau đó hãy uống thuốc cô vẫn ngồi quay mặt với hắn trước sau vẫn không chịu nhìn hắn lấy một lần cô ghét hắn đến thế ư em muốn như thế nào mới chịu đồng ý thay tim tôi không cần cái mạng này nữa tôi đem trả lại mạng cho chú đó chú muốn làm gì thì làm được vậy em làm phẫu thuật thay tim đi đơn ly hôn tôi sẽ ký em muốn như thế nào mới chịu đồng ý thay tim tôi không cần cái mạng này nữa tôi đem trả lại mạng cho chú đó chú muốn làm gì thì làm được vậy em làm phẫu thuật thay tim đi đơn ly hôn tôi sẽ ký trong căn phòng ngủ sang trọng bóng hắn phản chiếu qua tấm gương ở đầu giường giọng nói trầm khàn vang lên dường như hắn vừa mới nói gì đó với cô cô không tin được ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt hắn một màn sương đêm lạnh lẽo bao trùm lấy con ngươi màu đen thẫm của hắn hắn nói hắn đồng ý buông tha cho cô rồi sau khi bỏ lại một lời nói lạnh nhạt như vậy hắn liền xoay người rời đi bỏ lại cô với đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu cô không biết lúc hắn nói ra câu nói đó rốt cuộc là hắn đang suy nghĩ cái gì cô không biết hắn cũng không biết trong thâm tâm hắn thực ra đang muốn cái gì hắn không muốn để cô rời đi nhưng lại càng không muốn nhìn cô chết cái chết là sự ly biệt tàn nhẫn nhất của thế gian hắn đã trải qua cảm giác đó một lần rồi hắn không muốn lại trải qua cảm giác đó thêm một lần nào nữa. Nó đau đớn còn hơn cả cắt vào da thịt, hai ngón tay hắn đưa lên mệt mỏi xoa lấy vần trán, thôi bỏ đi, đối với một người bệnh như cô, hắn không nên ép buộc mới phải, cô muốn sao cũng được, chỉ cần chịu làm phẫu thuật là được rồi. Cô lại yêu hắn như vậy, chỉ cần cô còn sống, hắn chẳng lẽ lại không có cách để giữ cô lại bên mình được sao, căn phòng bên cạnh đã tối mịt, có lẽ cô đã chìm vào giấc ngủ rồi điếu thuốc lá trên tay hắn đang cháy màn sương trắng bao phủ căn phòng tăm tối trái tim hắn cô đơn không thấy điểm dừng đêm nay hắn lại còn uống thêm cả rượu nữa vị cây nồng trong cuốn lưỡi khiến trái tim hắn dịu đi đôi mắt hắn bị bao phủ bởi hận thù và sự cô độc không lối thoát hắn trút lên người cô nỗi đau mà hắn phải gánh chịu nhưng cô nào có tội tình chi nếu có cũng chỉ là vì đã đem lòng yêu một kẻ lòng lan dạ sói như hắn hắn cứ nghĩ sau khi hắn hành hạ cô chà đạp cô hắn sẽ thấy vui sẽ thấy sảng khoái trong lòng nhưng không khi hắn nhìn thấy cô phải chịu sự đau đớn giày vò của cơn nghiện cuối cùng lòng hắn lại đau đớn như muốn vỡ tung hắn đâu thấy dễ chịu gì vì vậy tại sao lại cứ phải giày vò nhau kết quả tất cả đều phải cùng đau khổ lần đầu tiên có một người khác khiến hắn suy nghĩ nhiều như thế còn hại hắn uống thật nhiều rượu mới có thể cảm thấy dễ chịu mà chìm vào giấc ngủ ánh mắt căm hận của cô khi nhìn hắn khiến tim hắn nhức nhối không thôi, trong màn đêm cô tịch, chỉ còn mình hắn làm bạn với bóng đêm. Đêm đó, hắn nằm mơ, hắn mơ thấy cô cười với hắn, như thể những ngày thơ bé, như thể cô chưa từng hận hắn giống như bây giờ. Hắn muốn chìm sâu vào cơn mê đó, nơi không có thù hận và đau khổ đang giày xéo trái tim. Chỉ cần khiến cho cô ấy chịu ăn và uống thuốc là được rồi, giọng hắn lạnh nhạt vang lên, người bên ngoài chỉ biết gật đầu dạ vâng hôm nay khi cô thức dậy đã là quá trưa đêm qua cô đã ngủ được một giấc ngon nhất từ trước đến giờ cơn đau đớn từ trái tim đã dịu đi không ít cô đưa mắt nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ cơn gió thổi qua mang theo chút hương thơm của hoa anh thảo lại thổi qua thêm lòng người dường như lại đem đến một tia hy vọng mỏng manh giống như những nỗi đau của ngày hôm qua chưa từng tồn tại khi cô còn đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình cánh cửa đột nhiên bị mở ra cô theo phản xạ hướng mắt nhìn tới là tống dịch hắn vừa nhìn thấy cô bàn tay đang cầm ly sữa bỗng nhiên có chút khựng lại lần đầu tiên cô thấy hắn như vậy cô phút chốc còn tưởng mình đã nhìn lầm nhưng người trước mặt thực sự là tống dịch chỉ là đôi mắt nhìn cô bây giờ đã có đôi ba phần dịu dàng hắn đi đến bên cạnh cô đặt ly sữa trên đầu giường sau đó lại trầm giọng hỏi cô hôm nay em thấy trong người thế nào rồi nghe câu hỏi của hắn cô khẽ nghiêng đầu cũng không biết phải đáp lại như thế nào sau khi biết mình sắp được tự do cô vui mừng đến mức cơn đau ở ngực cũng biến mất chỉ cần nghĩ đến ngày mai được rời khỏi đây cô có thể ngay lập tức nhảy xuống khỏi giường hóa ra là cố thành nói đúng thật bệnh của cô là do tâm bệnh mà thành chỉ cần cô vui vẻ bệnh sẽ tự nhiên hết cũng có chút ổn rồi từ sau khi chia tay ở bệnh viện cô cũng chưa gặp lại cố thành một lần nào nữa bởi vì tống dịch không muốn bọn họ gặp lại nhau hắn đột nhiên xoa đầu cô tử y có chút kinh ngạc. Cô nhớ lần cuối cùng hắn xoa đầu cô, có lẽ là trước khi biết được tin người mẹ hắn muốn hắn lấy là cô. Em xem hôm nay tôi đưa ai đến thăm em này, bóng hai người đi vào, một nam một nữ. Bọn họ nhìn cô, tự như đã thân quen từ bao giờ, lại vô cùng xa lạ đến đáng sợ. Những người này chảy chung một dòng máu trong huyết quản với cô, nhưng bọn họ lại là những kẻ nhẫn tâm vứt bỏ cô. Bao nhiêu năm như vậy, bọn họ cũng chưa từng quay trở lại thăm cô lấy một lần, đêm đêm, cô bật khóc trong giấc mơ. Chưa từng có ai vỗ về, chưa từng được cảm nhận sự ấm áp của gia đình. Cuối cùng lại trở thành một đứa trẻ bị vứt bỏ, không trốn dung thân. Bị người khác sắp xếp cuộc đời như một con búp bê, mẹ cô ngồi xuống bên cạnh đã nhanh chóng cầm lấy thuốc đưa cho cô. Con gái, sao con lại ra nông nổi này, ngài Tống chỉ muốn tốt cho con thôi. Con nên nghe lời ngài ấy cô như ngày hôm nay còn không phải do bọn họ ban tặng hay sao hà cớ gì bây giờ lại ở đây giả vờ giả việc mà quan tâm đến cô bọn họ đã nhẫn tâm vứt bỏ cô một lần rồi cuối cùng lại một lần nữa vì tiền mà quay lại đây dùng tính mạng để ép buộc cô mẹ cô nắm lấy bàn tay xanh xao của cô nhưng miệng thì lại nhanh chóng đề cập đến vấn đề chính con xem bây giờ con đã là thiếu phu nhân của tống gia tống thiếu lại tốt với con như vậy con không nghĩ cho con thì cũng nên nghĩ cho cha mẹ chứ cha mẹ già rồi cũng cần một số tiền để dưỡng già chứ con xem nói với tống thiếu đủ rồi cô hét lớn bàn tay cô lấy chiếc ly trên tay bà ấy rơi xuống vỡ tan tành mảnh vỡ trên chiếc ly bắn ra tứ tung trên nền đất cô ôm lấy ngực cơn đau từ lồng ngực truyền đến những giọt nước mắt mặn chắc lại bất giác tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp từng giọt từng giọt rơi xuống lòng bàn tay cô giống như nỗi đau bị chôn vùi lại một lần nữa bị ai đó khơi dậy sắt muối vào đau đớn đến tận cùng bọn họ chưa từng quan tâm xem cô có hạnh phúc hay không thứ mà bọn họ quan tâm đến chỉ có lợi ích của bản thân mình mà thôi lời nào của bọn họ cũng đều là lời dối trá các người vui lắm sao sao cơ nhìn tôi đau khổ thế này các người hài lòng chưa sao lại sinh ra tôi rồi lại để tôi đau khổ thế này lại để cô đau khổ thế này nếu như đã không thực lòng muốn quan tâm vậy thì đừng nên đến đây mới phải các người có từng xem tôi là con gái hay chưa vậy tôi không muốn nhìn thấy các người các người mau rời khỏi đây cho tôi sau này cũng không cần đến nữa gương mặt cô nhăn lai hơi thở ngắt quãng cô muốn nhắm mắt lại có phải chỉ cần nhắm mắt lại những đau thương trước mắt sẽ biến mất không nghe thấy tiếng động từ bên trong phòng tống dịch đang đứng bên ngoài hút dở điếu thuốc cũng đột nhiên ngừng lại hốt hoảng chạy vào bên trong nhìn thấy cảnh tượng tử y nằm trên giường thở dốc Gương mặt yếu ớt không còn chút sức sống nào. Hắn hét lớn đuổi hai người kia ra ngoài, "Các người làm cái quái gì vậy hả? Làm gì mà cô ấy lại trở bệnh thế kia, chúng tôi không làm gì cả. Chúng tôi chỉ đưa thuốc cho con bé thì con bé đã thế này rồi. Tống thiếu sinh hãy tin chúng tôi." Bọn họ rối rít quỳ xuống van xin, ánh mắt hắn ngập tràn giận dữ, tưởng chừng có thể giết chết bọn họ ngay lập tức. Nhưng đang ở trước mặt cô, hắn không thể làm thế được hắn gằn giọng quát cút ra khỏi đây đi hắn đến bên giường ôm lấy cô bàn tay to lớn vỗ về lấy cô ôm lấy tiếng khóc nức nở trong lòng ngực hắn hắn không kìm được trong lòng lại thầm trách bản thân mình nhiều chuyện đừng khóc tôi sẽ không để ai bắt nạt em nhưng trước cái ôm dịu dàng của hắn cô lại lạnh lùng đẩy hắn ra giọng nghẹn ngào hỏi lại những lời chú nói đêm đêm qua tôi có thể xem là thật đúng không lời nào chứ cô miếng môi im lặng hồi lâu trong lòng cuối cùng cũng khổ sở nói ra sau khi tôi làm phẫu thuật nếu như tôi chết trong phòng phẫu thuật chú hãy chôn tôi đi còn nếu như tôi còn sống chú hãy trả lại tự do cho tôi hy vọng chú sẽ nói được làm được em không tin tôi sao vậy phải xem lòng tin đó của chú đáng giá bao nhiêu đã